Bữa trước tôi dừng lại cái chỗ là mình đã học về mRNA nói chung đúng không, và mình thực tập đó, cũng ở trên về biểu hiện gene trên microarray ha. Mình cũng so sánh cái microarray với lại cái mRNA sequencing. Bữa nay tôi chỉ nhắc lại đúng không, đi sâu vào mấy câu hỏi mình cần trả lời. Thì cái bơn này này là cái gì? Là thứ nhất là mình muốn định lượng cái biểu hiện gene đúng không, của cái mRNA, mấy cái transcript. Thì cái transcript là gì thì mọi người cũng đã được học nhiều rồi đúng không, mọi người đã coi cái file GTF file ở trong chổng, nó cũng đã có transcript là gì, exome là gì, introm là gì, ha, gene là gì, thì trong chổng nó có hết tới tần tật rồi đó. Ở cái phần phía trước của mình với là cái bữa mà mình học về cái file GTF mình cũng đã được thảo luận ha. Tôi không thấy mọi người hỏi gì hết thì tôi mặc định là ai cũng biết cái đó là cái gì ha. Rồi cái bân anh thấy anh xích cái chữ bân ở đây, chữ A này đây là mình coi về mình định lượng về biểu hiện gene đúng không, là chữ A này nè đó, của cái mRNA này. Rồi chữ bân ở đây là mình extract cái cell của cả một cái quần thể cell luôn, chứ mình không có làm cho từng cell ha. Cái lớp single cell thì mình đã học cho từng cell rồi, còn này là làm cho cả quần thể luôn. Thí dụ như tôi lấy tế bào máu ra đúng không, tôi lấy mô máu, lấy mẫu máu cái gì đó, mẫu máu ngoại vi hay là mẫu máu nói chung, thì trong chổng nó sẽ có T cell, có tế bào miễn dịch, nó có tế bào đủ loại tế bào. Nhưng mà mọi người cũng biết là cái tế bào hồng cầu nó không có nhân, nó không có DNA, kể như mình không tính nó có mRNA ha, thì nó có trong T cell, B cell và mấy cái loại tế bào cell khác. Nhớ nha, cái này chữ bân ở đây nè, nó thay cho cái population ha, thay cho chữ population. Còn nếu mà để chữ single cell analysis thì làm cho từng cell ha, đó. Và mình muốn kiểm tra xem là nó có sự biểu hiện khác biệt giữa hai cái điều kiện gì đó ha. Thí dụ như là tôi đây tôi có cái cell control và một cái cell là cái GLI2 này, hoặc là một cái điều kiện gì đó ha, bệnh và không bệnh, ví dụ vậy đó, K và control, ví dụ vậy ha. Thì khi mà mình coi coi là sự khác biệt, phone chain có nghĩa là sự khác biệt giữa hai cái điều kiện đúng không, mình chia ra mình lấy log nó lên ha. Ví dụ như cái điều kiện A với điều kiện B đó, thì A chia cho B gấp mấy lần và mình lấy log nó lên ha. Thì mình vẽ ra cái này là cái log odd đúng không, hoặc là cái p value, ví dụ vậy đó, muốn vẽ cái trục nào cũng được tùy theo mình đó. Thì mình sẽ được cái này, cái hình này gọi là cái volcano plot ha, mình cũng đã được học rồi ha, trong cái phần mấy phần phía trước về statistics về vẽ R mình đã học rồi ha. Cái này gọi là cái volcano plot. Thì cái biểu hiện gene khác biệt giữa hai cái điều kiện A với B, K và control, ví dụ như vậy đó, thì lấy A chia cho B lấy log ra đúng không. Thí dụ như giờ mình lấy log 2 thì sự cái A nó gấp đôi B, thí dụ vậy đúng không, mình lấy log 2 có nghĩa là nó mũ 2 lần lên mọi người đó, có nghĩa là nếu mà nó số 1 thì là nó gấp đôi đúng không đó, số 1 log của, nếu mà nó bằng nhau á, 1 chia 1 hoặc là 2 chia 2 đó thì là 1, mà log của 1 thì bằng 0 đúng không, có nghĩa là không có sự khác biệt đó. Cái sự khác biệt nó càng lớn, thí dụ vậy thì nó đi về phía bên đây. Nếu mà cái A chia cho B có nghĩa là A lớn hơn B thì đi theo chiều dương, nếu mà A nhỏ hơn B thì nó đi theo chiều âm ha. Thì mọi người thấy được là mỗi một chấm như vậy nó làm cho một cái transcript ha, nó làm cho một cái transcript. Thì mình sẽ biết được cái transcript nào nó có sự khác biệt nhiều. Thì ví dụ đây nè, là cái vùng này là có sự khác biệt nhiều nè, ở bên đây cũng vùng có sự khác biệt nhiều đó. Cái này là mình lấy log mình vẽ ra, còn nếu không mình vẽ heat map. Thì mọi người thấy được là ở cái control, cái những sample control nè, ở đây có biểu hiện là màu đỏ là cao, số dương đúng không, có biểu hiện dương là cao, trong khi đó đây có màu xanh là biểu hiện là thấp. Thì đây những cái hàng nó là mấy cái transcript đó, hay là cái gene đó ha. Đó thì mọi người thấy là bên đây thì là biểu hiện cao, đây là biểu hiện thấp,
và ngược lại đây biểu hiện thấp, có một số gene biểu hiện thấp và đây biểu hiện cao, và ở đây lại có biểu hiện cao và đây biểu hiện thấp và ngược lại. À, không phải lúc nào tất cả những cái gene ở trong cái cell, ở trong cái sample này nó cũng biểu hiện cao hơn bên đây, không có. Có một số gene thì cái này biểu hiện cao hơn, có một số gene thì cái này biểu hiện cao hơn. Ví dụ trong trường hợp này ở đây nè, rõ ràng là một số gene nó nằm ở đây thì nó biểu hiện cao hơn bên đây, đúng không? Nhớ nha, bởi vì cái hình bên đây log thì lúc nào nó cũng có số dương ở đây, nó tương ứng với lại cái bên đây nó cao nè, và ở đây nó âm nè, là tương ứng với lại bên đây nó cao nè. Ha, đó, nhớ nha, không phải lúc nào mỗi một cái sample nó đều phải cao hơn bên đây, không có. Có một số gene thì bên đây biểu hiện nhiều hơn, có một số gene thì bên kia biểu hiện nhiều hơn. Nó có chiều hướng khác nhau chứ không phải lúc nào nó cũng giống nhau ha. Rồi, tới đây có hỏi gì không mọi người? Em có hỏi gì không Quang? Dạ không á thầy. Em không hỏi thì một lát tôi hỏi em lại ha. Rồi tôi tiếp tục. Thì người ta sử dụng, người ta lập lập hồ sơ cái biểu hiện gene để làm gì? Để trả lời những câu hỏi thường gặp giống như vậy nè. Ha, người ta liệt kê ra một số câu hỏi để trả lời. Thí dụ như là cái việc mà mình xử lý, đúng không? Mình xử lý một cái gì đó để mình làm cho việc thay đổi cái biểu hiện gene. Đó. Xong xuôi rồi mình mới hỏi là thí dụ như mình tụi tôi sử dụng cái decitabine, đó là một cái thuốc, cái thuốc trị ung thư đó gì đó, thì tôi xử lý với lại cái tế bào ung thư, thì mình xử lý thuốc thì bảo đảm phải cái cell nó phải thay đổi biểu hiện chứ, đúng không? Tại vì cái thuốc đó nó thay đổi cái demethylation thì nó sẽ làm thay đổi biểu hiện, thì mình mới nói là giờ cái gene nào nó thay đổi đó, mình đặt câu hỏi là vậy đó. Mình xử lý thuốc thì bây giờ mình mới nói là tôi không biết được là trước khi xử lý và sau khi xử lý thì cái gene nào nó sẽ tăng biểu hiện hoặc là nó giảm biểu hiện đó. Và đôi khi chẳng hạn như mình làm tế bào ung thư với lại tế bào bình thường, đúng không? Đó, mình cũng đặt câu hỏi là giữa tế bào ung thư với tế bào bình thường á, thì cái gene nào nó có biểu hiện nó tăng lên ở tế bào ung thư và nó có cái gene nào nó giảm biểu hiện ở tế bào ung thư, đúng không? Đó, hoặc là trong cái quá trình phát triển á, từ cái phôi, đúng không? Từ cái ES cell nó trở thành cái mesoderm, exoderm, đúng không? Đó, mấy cái loại tế bào trigerm laser khác nhau, ví dụ như vậy đó. Thì trong cái quá trình phát triển của cái phôi thì nó sẽ có những cái gene nào nó được tăng biểu hiện lên hoặc là những cái gene nào tắt đi, đúng không? Tại vì một số cái nó không cần thiết, nó cần thiết ở mesoderm thôi, nó không cần ở ở ectoderm, ví dụ như vậy đó, thì nó tắt mở, đúng không? Thì mình giờ mình cũng coi coi mình lập hồ sơ biểu hiện gene cho từng cái loại từng cái loại mẫu như vậy để mình coi thử coi là biểu hiện gene nó như thế nào, đúng không? Đó. Hoặc là bây giờ mình sử dụng CRISPR-Cas9 nè, mình làm engineering đó, đúng không? Mình knock out nó. Khi mà mình knock out một cái gene, thí dụ như tôi lát thì tôi làm knock out cái gene là CTCF đó, hay là tụi tôi knock down theo thứ tự, tôi cũng chưa knock out. Knock out có nghĩa là mất hẳn luôn biểu hiện gene đó, còn knock down làm giảm nó thôi đó. Thì tụi tôi cũng muốn coi thử coi là khi mà knock down hoặc là knock out CTCF rồi đó, thì những cái gene nào nó bị ảnh hưởng. Tại vì CTCF nó là một cái transcription factor, nó regulate những cái gene kia, đúng không? Khi cái gene này nó không còn tồn tại ở trong cái cell đó hoặc là nó có cái nồng độ rất thấp thì những cái gene kia nó sẽ như thế nào, đúng không? Đó, mình coi thử coi là cái nhân tố upstream này nè, nó sẽ regulate những cái nhân tố downstream như thế nào đó. Hoặc là mình cho thay đổi điều kiện môi trường, như thí dụ như mình cho con chuột nó uống rượu hoặc là cho con chuột nó hút thuốc, ví dụ vậy đó, thì những cái tế bào đó của nó sẽ như thế nào, đúng không? Tế bào phổi của nó sẽ như thế nào hoặc tế bào gan của nó như thế nào đó, thay đổi như sao, những cái gene nào được biểu hiện tăng lên, những cái gene nào được biểu hiện giảm xuống khi mà thí dụ như cho con chuột uống rượu, tế bào gan nó sẽ như thế nào, hoặc là cho con chuột nó hút thuốc thì tế bào phổi nó sẽ như thế nào, biểu hiện gene tăng hay giảm, ví dụ như vậy, đúng không? Có nghĩa mình thay đổi môi trường đó, môi trường sống đó.
rồi xong xuôi rồi về tuổi tác đúng không, rồi xong xuôi rồi cái nhiều thứ khác nhau người ta đều đặt rất là nhiều câu hỏi cái gì đó, thì tùy theo mình đặt câu hỏi nào thì mình sẽ làm cái thí nghiệm cho nó phù hợp ha. Thí nghiệm cho nó phù hợp, làm sao gọi là thí nghiệm phù hợp, thì bây giờ mình đi vào cái cách là người ta làm cái urban analysis như thế nào ha. Bữa trước mình đã học về cái microarray rồi đúng không, bây giờ mình học về cái sequencing chứ không phải là lai phân tử nữa ha. Thì nó có những bước như thế nào, thứ nhất là mình phải tách chiết được cái RNA này ha. Cái RNA này thì mình có thể sử dụng tách chiết nó thì sử dụng những cái buffer phân giải, hoặc là mình sử dụng những cái cách khác nhau đúng không đó, để mà mình có thể tinh chế nó ha. Rồi xong sau đó mình sẽ làm vào cái RNA mà mình quan tâm đó. Thì trong cái RNA này bữa trước mình cũng học rồi đúng không, nó có rất nhiều loại RNA đó, tùy theo từng loại mà mình sẽ sử dụng cái phương pháp làm vào nó khác nhau. Thì những cái fragment á, có những cái đoạn mà sau khi mà mình tách chiết ra được và mình làm vào nó thì nó dài cỡ chừng 200 base pair ha. Đó rồi xong xuôi mình tổng hợp cái cDNA từ cái mRNA này, tại vì giải trình tự thì mình giải DNA chứ không, mình không giải mRNA nhớ nha, giải trình tự bỏ vô cái máy NGS thì mình giải cDNA chứ mình không có giải mRNA. Rồi xong xuôi rồi mình có cái cDNA rồi, mình gắn với cái adapter vào. Ví dụ mọi người đây thắng thấy gắn là đầu xanh xanh blue rồi xanh green ví dụ vậy đúng không đó, để mình bỏ vô trong máy nó sequencing, có nghĩa là cái máy nó bắt một trong hai đầu này đó, hoặc là bắt cả hai đầu để nó sequencing từ hai đoạn đầu vào đó, để nó giải trình tự theo cái cách tổng hợp nếu mình sử dụng cái kỹ thuật cái platform là Illumina ha. Theo nhớ ha, có total RNA, có tissue, có nghĩa là đây là cái bông trong tissue, thì mọi người thấy được là nó có nhiều loại cell khác nhau chứ không phải có một loại đâu nha. Cái tissue là cái bông cái gì đó là cái population. Thì mình có cái DNA, cái RNA tổng số, rồi có cái RNA tổng số rồi mình sẽ chọn lọc đúng không, chọn lọc như thế nào thì bữa trước mình đã biết rồi đúng không, tùy theo loại mà mình có phương pháp chọn lọc khác nhau. Xong xuôi mình gắn adapter vào, ở mình tổng hợp cDNA thì xong xuôi mình gắn adapter vào ha. Thì thường những cái phương pháp mà extract á, những cái trình tự RNA mà nó nhỏ hơn 100 base pair là kể như là nó không có được giữ ở trong cái library đâu. Để mà giữ nó lại, mình sẽ có phương pháp giữ nó lại bằng cách khác. À, bằng cách này hay cách khác người ta phải có phương pháp. Nhưng mà ở đây lưu ý là hầu như là mình mất những cái trình tự RNA mà nhỏ hơn 100 base pair. Có những là có nghĩa là những cái micro RNA là hầu như bị mất hết. Ha, muốn lấy nó lại thì phải có cách. Rồi, ở đây thì nếu mà anh chị em nào từng làm wet lab rồi đúng không? Mình sẽ bỏ vô trong cái qubit ha, để mình định lượng đó. Hoặc là mình chạy điện di nè, đó. Mọi người thấy được là cái ở đây dĩ nhiên chạy điện di của mình khó lòng nào thấy đẹp giống vậy đúng không? Phải có cái máy đó nó làm đẹp hơn cho mình. Cái này nó cũng rất là máy luôn á, chứ không phải là mình làm bằng tay mà chạy đẹp giống như vậy được đâu mọi người ha. Đó. Rồi mọi người thấy là cái tỷ lệ vàng á, là cái tỷ lệ mà 28S với lại 18S này nè. Đó, nó có cái tỷ số là bằng 10. Cái RIN á, cái tỷ lệ 28S chia cho 18S cái nồng độ đó. Ha. Khi mà có cái peak này nè, mọi người thấy nè. Cái tỷ lệ mà cái 28 chia cho 18 mà bằng 10 thì người ta gọi là RIN 10. Là cái có như vậy là cái RNA là nó tốt nhất, nó optimum nhất. Ha. Có nghĩa là cái mình phải chạy ra hai cái band giống vậy đó. Đó. Còn bây giờ nếu mà một số cái RNA nó bị delay á, thì nó sẽ có cái band gì đó partial một phần, bị delay một phần ha, thì nó sẽ giống như vậy. Còn bây giờ bị delay nhiều quá thì nó sẽ có cái pattern của cái gel mình như vậy. Còn nếu mà cái chỉ có intact mRNA không, có nghĩa là không có cái RNA á, không có cái rRNA á, thì nó sẽ là như vậy. Ha. Thì mọi người nhìn thấy là ở đây mình có cái RIN bằng 10 là nó tương ứng với lại cái hình này, cái cột này, cái này đây tương ứng với cái này, cái đống này, nó sẽ có hai cái tích rất là cao 18S với 28S ha. Còn nếu mà cái partial delay total RNA này nè, thì mọi người thấy là ở đây nó nổi lên đúng không, nó nổi lên những cái trình tự rất là ngắn, cái size nó nhỏ, mà chỗ này nó cũng có những cái size chính giữa khác nữa, còn trong đây mọi người thấy nó chìm nhiễm xuống luôn nè đúng không, còn đây nó có nghĩa là mấy chỗ này nó có nè, nó có peak nè
ha. Đó thì cái drill nó bằng 6 thôi là không tốt, nhưng mà tôi nói thiệt, tụi tôi làm tôi thấy tôi không có làm wet lab, nhưng mà đồng nghiệp của tôi làm thì cho thì tôi thấy là nó cũng cỡ 7 8 mọi người, chứ nó cũng không có được 10 đẹp giống vậy đâu ha. Đó cái này thì khó lắm mọi người, khó đó. Tôi không biết cái máy của tôi có bị cũ hay không, nhưng mà tôi thấy tôi đi ngang qua tôi thấy là nó cỡ 7, 8, 9 thôi, chứ nó cũng không bao giờ được 10 đâu mọi người ha. Đó nhưng mà nó sẽ không đến nỗi tệ với cái Dream bằng 3, cái Harry Deray nè đó thì nó không quá tệ ha. Đó hoặc là Camlip Deray đó thì nó hầu như là nó không có những cái em này có size lớn, thì cái size mình muốn chọn nó cỡ 200 đó, 200 thì nó cỡ giống như là ở chỗ dưới chỗ này nè đó ha, nó cỡ 200 đó, mình muốn nó cỡ 200 nhưng mà ở đây nó không không có. Nó nghĩa nhớ nha là cái optimum nó cỡ là 10, nhưng mà máy móc này cái này đo nó cũng không chính xác đâu mọi người, tôi nói thiệt đó. Bởi vậy là trừ khi là cái máy của mình tốt với lại mình có nhiều kinh nghiệm thao tác nó lâu rồi đó thì mình làm mới tốt đó. Bởi vậy là mấy người technician á lâu năm á đó, người ta sẽ có kinh nghiệm làm. Rồi bây giờ cái này là cái phương pháp nãy tôi nói chung chung, bây giờ thí dụ như tôi muốn bắt cái Bollier hay là tôi muốn bắt cái small RNA thì tôi sẽ như thế nào đó, ở đây có ai giúp tôi được không? Ví dụ tôi quay lại cái này, ở đây tôi muốn enrichment của tôi là tôi nói là cái Bollier thì tôi sẽ làm như thế nào, tôi sẽ làm như thế nào vậy, tôi sử dụng phương pháp nào vậy, Quang? Dạ thầy, cái bắt cái Bollier thì mình sử dụng Bolli T để mình bắt nó, để mình bắt được cái Bollier. Rồi, cảm ơn Quang. Rồi, tôi muốn bắt cái small này thì tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao, Duy Thanh? Dạ thưa thầy, là mình loại bỏ những cái RNA nó lớn hơn, loại bỏ cái ribosome RNA. Chỉ loại bỏ cái ribosome này thôi hả? Dạ thầy muốn lấy cái small small RNA đúng không thầy? Đúng rồi, tôi muốn lấy cái small này á thì tôi làm sao? Hồi nãy mình biết được là cái mRNA này nó có poly-A đúng không? Thì bạn kia nói là muốn làm cái enrichment chỗ này nè. Thì tôi tổng hợp cái poly-T đúng không, tôi để nó lên trên cái giống như lai kháng nguyên kháng thể rồi tôi giữ nó lại đúng không, thì những cái nào mà nó không lai được với là poly-A thì rửa trôi nó đi đúng không, thì tôi bắt được cái mRNA này là cái RNA interest của mình nè đó. Nhưng bây giờ tôi muốn cái small RNA mình học rồi đúng không, cái small RNA thì có bao gồm nhiều, nhưng mà giờ tôi nói chung chung cái small RNA đó là những cái RNA nó nhỏ hơn 50 nucleotide, nó có thể là 10, nó có thể là 15, nó có thể là 20, thí dụ vậy, nó có thể là 30 đó vậy đó. Thì giờ anh làm xong. Dạ mình con nhớ là mình sẽ sử dụng cái phương pháp dựa trên cái kích thước của nó, vì nó khoảng có 18 đến 20 space pair à. Mà con không nhớ cụ thể là phương pháp nào này. Vậy thì người ta nói cái phương pháp đó là dùng cái tên tiếng Anh nó là gì? Size selection đó thầy. Cảm ơn Lan đã đọc bài giùm Thanh. Đưa cái bài rồi mà cũng không thèm đọc nữa. Tôi chán dễ sợ luôn. Tôi có phải nói gì mới đâu, tôi đưa like nè. Cái này size selection nè. Thì bây giờ mình ở ở đây thí dụ như không biết cái gì hết thì giờ tôi không biết gì hết đúng không, cái cục gel này giờ tôi cắt cái cục gel ở đây đi, tôi thấy đây là 100 nè, tôi cắt cái cục cái này nè ở dưới đây nè, để bắt đầu tôi làm tiếp, tôi cắt nó ra xong xuôi tôi nấu cho nó tan chảy ra, tôi thu cái DNA vào tôi làm tiếp đó, một cái phương pháp làm size selection đó đúng không. Tại giờ sao mình chạy qua cái gel arrow thì nó tách ra nè, ở đây là 100 đúng không, nhưng mà nãy tôi nói là nhỏ hơn 50 thì giờ cắt cái cục gel chỗ này ra đi, thì xong làm tan chảy cục gel nó ra thu được cái này nhỏ hơn 50 được không? Dạ được.
Tôi không biết gì hết, tôi cũng nói được nữa, tôi đâu có đòi hỏi mọi người phải nói trúng bóc như là ở trong phòng thí nghiệm làm đâu. Ở này cái tư duy của mình thôi, chứ đâu có cần phải cái gì cao siêu đâu. Rồi ở đây có ai từng làm qua cái size selection này không? Có ai làm wet lab qua qua thử chưa? Trời đất ơi, ở đây chưa có ai làm wet lab qua luôn hả? Quá sợ luôn Em nghĩ thiệt. là xài cột quá này. Đúng rồi, xài cột đúng rồi. Okay, em có làm nhưng mà em cắt cái gel ra bỏ vô cột đi chích lại á để lượm ra đi Đúng này. rồi. Mà đúng rồi, em đổi tên zero đấy, em lựa được cái base, cái len là một mong muốn em cắt cái gel ra cho nó mỏng thật mỏng mà bỏ vô cái cột để nung lại rồi đi chích nó, đi chích tim này ra đâu đê lại. Kỳ Đúng làm rồi, gì đúng rồi. Ừ, cảm ơn Hoàng. Ủa, mọi người đi học công nghệ sinh học kiểu gì vậy mọi người? Tôi không biết mọi người học cái gì nữa. Máy tính thì cũng dở ẹ. Đó, làm wet lab cũng không xong. Thí dụ như người ta giỏi về wet lab, thí dụ như vậy đúng không? Người ta không biết máy tính tôi cũng chấp nhận được. Hoặc là bác sĩ người ta có chưa bao giờ người ta làm sinh học phân tử qua. Đó, người ta cũng chưa lập trình qua, tôi cũng không có bắt lỗi được ai hết. Còn mọi người đi học công nghệ sinh học mọi người học cái gì vậy? Tôi hỏi thiệt luôn á. Mai mốt có ra ngoài đường á, người ta hỏi học công nghệ sinh học bỏ bớt cái chữ đó đi ha. Đó, em học rap hay em học cái gì đó em chạy xe được thì tôi cũng mừng rồi đó, chứ hỏi tới cái gì cũng không biết đó. Giống như tôi không làm wet lab thì tôi không biết là phải làm mấy chuyện giống vậy nữa, mà tôi làm wet lab ở đây cách đây cũng gần 20 năm về trước rồi đó, mà bây giờ học tới bây giờ hiện đại tới bây giờ 20 năm sau mà cũng không biết cái này làm sao nữa. Mai mốt mọi người bỏ bỏ bớt đi nha, mốt đi ngoài đường người ta hỏi học cái gì đừng nói học công nghệ sinh học, xấu hổ lắm luôn á ha. Làm ơn làm phước giùm đi. Chưa bao giờ biết để ý cái gì hết, chưa bao giờ biết tự suy nghĩ trong đầu coi ủa cái đó nó làm sao ta, chỉ cần đặt câu hỏi nhỏ nhỏ thôi thì đi hỏi người ta, chưa làm qua thì đi hỏi người ta, rồi gõ YouTube lên coi người ta làm thử coi làm sao. Rồi, ở đây tôi chỉ nhấn mạnh là cái phương pháp mà mình muốn lấy, đúng không? Đó, để mình biết thiết kế thí nghiệm, để mình biết cái cách mà mình chẳng hạn như giờ mấy mốt sẽ có những người wet lab hỏi chứ giờ tôi muốn làm vậy 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 thì cái người làm ban phân tích sẽ phân tích làm sao? Tại cái phương pháp làm library enrichment nó khác nhau, phương pháp phân tích nó khác nhau. Nó không giống đâu. Thí dụ như hồi nãy là bạn Quang nói poly-eye enrichment đúng không? Thì nó sẽ khác với lại cái ribosome deletion này. Cái ribosome deletion là sao vậy Thúy? Thúy Phạm. Dạ, mình vừa mới cái đi tôi xong rồi anh ấy là đỡ lấy những cái còn lại bao gồm em anh ấy. Giờ cái ribosome deletion này là làm sao mình deletion nó được? Thì làm sao cách gì em? Cái này em cũng không nhớ được rồi. Có ai biết không? Có ai biết không? Có ai biết không mọi người? Mình dùng cái abundant abundant Rồi không, không biết thì về nhà tự tra đi ha, tự tra đi. Ủa Thúy Thúy Phạm em học chuyên ngành gì vậy em? Thầy, dạ thầy, em học Medical Science đó em. Medical. Rồi.
À, em nói thử được không thầy? Dạ, cái Em nói đi em. là mình dùng để remove các RNA gì nó có nhiều thì nó mình loại bỏ nó bớt để thấy được sự biểu hiện của các loại khác này. Đúng rồi em, để mình đỡ phải giải nhiều, tốn nhiều tiền vào trong cái giải cái này, cái repo này, có nghĩa là mình bỏ enzyme, bỏ một cái enzyme repo nó tự cắt mấy cái repo này. Mọi người thấy là trong cái quá trình mà dịch mã đó, cái repo nó trượt trượt xong tới chỗ nào rồi nó tự phải cắt đi, thì mình tổng hợp mấy cái enzyme đó mình cắt nó. Bởi lý do đó là tại sao ta nghiên cứu cơ bản là vậy đó mọi người. Ta nghiên cứu cơ bản để ta hiểu được cơ chế rồi ta mới áp dụng nó vào để mình sử dụng nó vào. Chứ mà chẳng hạn như mình chạy PISA, mọi người cũng biết mình phải có cái enzyme tắt polymerase đúng không? Để cho cái quá trình mà replicate cái DNA nó lên. Đó. Thì này cũng vậy, phải nghiên cứu cơ bản để hiểu được. Ta remove cái này đi để nó ít bớt, để mình đỡ phải đi sequencing nó. Đó. Thì câu hỏi này cũng chính là bắt đầu của cái phần cái hình này. Thứ nhất là mình đang quan tâm tới cái loại nào ở trong đây. Ha? Thì trong đây mọi người thấy là ở trong đây mình có trình tự mà cong cong giống vậy màu đen này nè, là cái genomic DNA. Cái genomic DNA có nghĩa là mình không biết chỗ nào exon, mình cũng không biết chỗ nào in trong, nó là nguyên sợ luôn. Để xong xuôi bắt đầu là mình có cái mature RNA. Cái mature là nó không có cái in trong ở trong chổng. Mình học rồi đúng không? Cái mature là nó không có in trong ở trong chổng. Còn cái này là có cái in trong dính vào trong cái exon. Thì cái này là immature, immature RNA. Rồi xong xuôi rồi mình có những cái mà nó chỉ có một cái sợi dài thì nó không có những cái exon chia chia ra. Thì nó là cái non-coding RNA. Và cái này là cái ribosome này. Và những cái này nó là cái pair and read nè, những cái này nó là pair and read nè. Cái màu hồng những cái sợi màu hồng này nè, có màu hồng nó là cái RNA, ribosome RNA đó. Còn màu xanh lá cây là cái coding RNA hay là cái protein coding đó, nhưng mà nó biểu hiện nhiều. Còn cái màu xám thì nó biểu hiện ít. Ở đây mình có thấy một cái màu xanh, hai cái màu xanh, ba cái màu xanh, trong khi màu xám chỉ có một thôi. Còn này là cái long coding RNA. Nếu mà mình chọn cái phương pháp là sử dụng total RNA luôn thì mọi người thấy là rõ ràng là nếu mà total RNA thì đây ra một đống, nhưng mà nó dominant nhất vẫn là cái màu hồng hồng ở đây. Tại vì sao? Tại vì cái RNA, cái repo này là nó nhiều nhất, mình giải toàn ra cái này không à, tốn một đống tiền luôn mà tụi nó giống nhau hết trơn à, tụi nó giống nhau rất là dữ dội, tốn một đống tiền luôn để ra cái đống này. Được không? Được không Lan? Dạ. Hello. Dạ. Rồi nhìn cái hình ha. Ở đây nếu mà mình không có làm gì hết, mình lấy tách chiết ra bao nhiêu, mình đem đi giải bao nhiêu, thì một lát giải bỏ bao nhiêu tiền của vô, giải có mỗi cái gene là cái RNA này này thôi. Đó, nó ra gấp mấy chục ngàn lần so với lại những cái gene mà mình quan tâm, là những cái coding RNA nè. Đó. Những cái này coding RNA nè. Còn cái long coding RNA rất ít. Đó, những cái này rất ít. Bởi vì cái total RNA này thì phải bỏ nhiều tiền, rất rất nhiều tiền thì mới thấy được những cái mà mình quan tâm. Rồi bây giờ người ta mới đi xuống là người ta làm cái RNA reduction này, hay là còn gọi là cái mà cái deletion đó, bỏ bớt đi đó, người ta bỏ bớt đi những cái RNA này ha. Đó, bỏ bớt đi nó bằng cách là lấy enzyme bỏ vào cắt nó đi, hoặc là tổng hợp nó lên giữ nó lại đúng không, lai phân tử giữ nó lại, còn bao nhiêu thì rửa trôi, thu cái rửa trôi chứ không thu cái rửa lại, ở sẽ không thu cái giữ lại đó. Nhưng mà tôi nghĩ đối với tôi thì tôi thấy là người ta sử dụng cái enzyme để người ta remove nó ha. Đó, thì sau khi mà người ta remove nó rồi, mọi người thấy được là cái này nó ít bớt nè, cái màu hồng nè, cái màu hồng chính là cái RNA này, nó ít bớt, cái read á giải vô nó ít bớt, được không?
nó nhiều lên cái phần mà mình quan tâm là cái routine coding nè, nhiều lên. Nhiều để làm chi? Để mình so sánh. Đúng không? Mình tìm cái differential gene expression giữa, thí dụ như đây là cái tế bào normal, rồi có một cái tế bào ở bên đây là tumor. Mà mình so sánh giữa hai cái này á, 9.000 lần. Bên kia cũng là cùng cái gene màu hồng này, cũng 9.000 lần. Trong khi cái này chỉ có 15, 16 à. Mình so sánh giữa bên đây 15, bên kia 14. Thì sự khác biệt của nó đâu có xứng đáng so với lại là 9.500 hay là 9.400. Đúng không? Bởi vậy là so sánh, cái việc so sánh đó là vô nghĩa. Tại vì cái này nó đo mình định hết trơn à. Hiểu chưa? Đó. Và bây giờ mọi người thấy nếu mà mình đã remove nó rồi, cái này nó ra ít, thì khi mình so sánh thì bắt đầu mới có ý nghĩa. Tới đây được không? Tới đây được không? Dạ được. Rồi. Xong xuôi rồi, bây giờ tới cái phần bên đây là người ta sử dụng cái exome array. Ở đây nè. Exome array. Mình đã học array bữa trước rồi. Đúng không? Đó. Nhưng mà ở đây cái array này nó là array lai phân tử. Nó lai phân tử xong xuôi rồi, nó sequence những cái gì mà nằm trong phần lai đó. Ha, thì người ta gọi là cái exome array. Thì mọi người thấy rõ ràng ở đây là giải ra thì cái này nó cũng nhiều và ở đây nó cũng cũng nhiều. Đó. Ha. Nhưng mà khổ nổi là những cái target á thì nó nhìn thấy rất là ok. Đó. Nhưng mà cái target đó là mình phải biết. Còn cái nào mình không biết thì mình đâu có thiết kế cái prop array được. Đúng không? Đúng không? Đó, bởi vậy là cái này nó có một cái ưu điểm là nó ra rất tốt, nhưng mà khổ nổi là cái gì mình biết, mình target nó vô á, mình capture nó được á, mình bắt nó được á, mình biết rồi á thì mình mới bắt nó được. Còn cái nào mà nó mới, đó, nó lạ là không có trong kết quả của mình. Ha. Rồi, còn cái này là cái poly A, poly T nè, hồi nãy của Quang nói nè, thì sử dụng poly T capture nó lại nè. Thì mọi người thấy được là nó sẽ nằm vô trong cái vùng rất tốt đó. Nó không có luôn cả cái vùng in trong luôn mọi người, nó không có luôn đó. Còn những cái read mà nó nói lại hai cái này á, đó là những cái mà immature RNA nè đó, nó có những cái read nói lại. Thì tại trong, mọi người cũng biết rồi, lúc mà mình phá vỡ màng nhân, đúng không, mình lấy cái tổng số mà ở trong cái mRNA mature nó nằm ở bên ngoài cái tế bào chất, rồi mình phá vỡ màng nhân ra, thì trong cái màng nhân nó cũng bung ra những cái immature RNA. Bởi lúc mình sequencing thì bao gồm cũng cả hai luôn. Dĩ nhiên là trong màng nhân có cái RNA nó cũng ít hơn, bởi vì mình nhìn đây nó chỉ có một vài cái trip là nó có cái exome thôi, đúng không? Đó, ở có cái in trong thôi, còn nhiều là cái exome không. Đó. Dĩ nhiên ở đây cả hai cái này nó đều limit cái transcript hết. Là những cái transcript này đôi khi nó không có đa dạng phủ hết, tại có một số cái transcript nó không có poly A, thí dụ vậy. Có, đặc biệt là mấy cái long coding RNA nè, nó rất ít có poly A. Nhưng mà đôi khi mình cũng muốn tìm hiểu về cái non coding RNA mà, đúng không? Lúc đó thì mình phải sử dụng những phương pháp khác, được không? À, đó, bây giờ mọi người thấy là mình phải hiểu mấy cái này để mình mốt mình tư vấn cho người ta là sử dụng cái nào. Nếu mà người ta làm, người ta muốn làm cái nào, đúng không? Đó, thì mình đối với lại những cái mRNA mà rất hiếm đó, mà mình biết được nó có, thì nên sử dụng cái exome hoặc là sử dụng cái poly A. Còn nếu mà cái mà mình quan tâm, những cái gene mình quan tâm nó không phải là gene hiếm, ví dụ vậy đó, thì mình sử dụng phương pháp này là được, đúng không? Nó sẽ cho mình đa dạng hơn cái ROT, cái transcript đó, nó nhiều hơn, nhiều loại khác nhau hơn. Nó không có poly A, nó vẫn có. Đó, nhớ ha, đó, nhớ hiểu cái nguyên tắc thì lúc đó mình chọn phương pháp nó mới trúng. Đó. Rồi, ở đây tôi không có làm wet lab bởi vì tôi cũng không có muốn đi sâu vào cách làm sao làm live prep. Ở đây tôi thì tóm tắt lại là mình có ba cái phương pháp ha. Một cái phương pháp á, là mình sử dụng cái phương pháp PISA mà 2 triệu luôn, cái cặp primer. Đó. Có nghĩa là cái gen mà mình tạo ra đó trong cái read của mình á, thì mình có chiều xuôi và chiều ngược luôn, đầu 3 phẩy và đầu 5 phẩy ha.
Còn cái phương pháp thứ hai á, thì chỉ có cái primer theo một chiều thôi, để mình tạo ra cái trending. Có nghĩa là nếu mà nó có cái RNA theo chiều 3', 5', thì nó chỉ sequence, nó ra cái read, nó chỉ đầu 5' đến 3' thôi, nó không có chiều ngược lại ha. Còn đây nếu mình có cặp primer cả hai chiều luôn thì lát mình ra sản phẩm nó có hai chiều đó. Thì lúc đó tùy theo mình muốn là cái RNA của mình á, mình muốn tìm hiểu coi là cái chiều biểu hiện của nó đi theo chiều nào thì mình sử dụng cái phương pháp này. Còn nếu mình không quan tâm tới thì mình sử dụng phương pháp này ha. Đó, dĩ nhiên cái này nó làm khó hơn nha mọi người, cũng dễ đâu, khó optimize hơn. Và cái phương pháp thứ ba là hồi nãy cũng chưa có nói tới, cái này cũng khó suy nghĩ, là mình sử dụng cho những cái trình tự small RNA. Mình select á, đó. Ở đây thì mọi người nhìn thấy nè. Ở đây cái transcript này, đúng không? Từ bên đầu bên đây, mọi người thấy cái mũi tên nè. Có nghĩa là cái transcript này nó được tổng hợp từ đầu 5' đến đầu 3'. Ha? Từ đầu 5' đến đầu 3'. Đó. Mình sử dụng cái untranded, có nghĩa là không cần phải có chiều. Thì mọi người thấy là cái read cũng có màu xanh, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ. Ha? Cái chiều forward, cái reverse nó cứ lẫn lộn với nhau. Đó. Ở đây là trong cái transcript nè. Ha? Cái những cái read ở trong cái transcript nè, có những cái read nó immature, mà nó nói giữa hai luôn nhưng mà rất ít. Ha? Nhưng mà có hai chiều luôn, 3' và 5'. Nhưng mà cái chiều là cái chiều này, đi theo chiều này. Còn ở đây là một cái gene, mà cái gene này nó có overlap thêm một cái gene khác nữa. Mọi người thấy là cái gene ở đầu 3' đến đầu 5' là mũi tên ngược lại từ bên đây qua bên đây. Và cái gene màu vàng ở đây từ đầu ở bên đây qua bên đây. Đúng không? Thì mình có cái read nó map vô trong cái chỗ này nè. Một số read thì nó map vô trong cái transcript ở dưới. Một số read thì map vô trong cái transcript ở trên. Ha? Đó. Rồi, cái này là untranded nè, không có chiều. Còn cái này nó có chiều. Đối với chiều từ 5' đến 3' thì nó map vào hết màu xanh. Còn ở bên đây mọi người thấy là nó có chồng chéo giữa màu đỏ với màu xanh. Tại sao? Tại vì hai cái transcript này nó overlap với nhau. Ha? Một số cái màu xanh là đi chiều từ 5' đến 3', còn cái màu đỏ là đi từ 3' đến 5'. Được không? Tới đây được không? Hello. Dạ được thầy. Rồi. Thì cái cách thứ ba là cái cách mà sử dụng cho cái microRNA. Ha? Cái microRNA trình tự nó nhỏ, đó vậy đó. Mình làm cái random ramming á, bắt cặp ngẫu nhiên để làm cDNA á, không được. À, nó không được như là cái bên hai cái phía bên đây. Đó, bởi vậy là người ta phải gắn hai lần adapter và xong xuôi mới làm reverse transcription được. Rồi xong xuôi mới tạo cái PCA. Ha? Cái đoạn này thì nó là đoạn nhỏ, đó vậy đó, không có gắn ngẫu nhiên được. Đó. Bởi vậy là mình phải gắn cái adapter vào để mình sequence hai chiều. Ha, đó. Rồi, như vậy thì từ cái việc mà mình bắt, đúng không, mình capture hay là mình làm enrichment hay là mình select cái size hay là mình select cái poly A, ví dụ vậy đó, thì dẫn đến cái việc mình chọn cái phương pháp làm library khác nhau, từ đó nó sẽ dẫn đến cái việc mình làm mấy cái downstream ở dưới đây nè, mấy cái live prep nó cũng khác nhau, không giống nhau ha. Đó, bởi vậy là mỗi cái bước ở trong đây nó đều là cái cần sequence của cái bước phía trước. À, đã chọn cái, nếu mà nó chọn poly A rồi thì lúc đó phía sau mình phải chọn cái bước cho nó phù hợp với poly A. À, chứ không thể nào tự nhiên ở trên nó thì mặc áo vest, ở dưới thì mặc quần đùi thì nó không được. Hình dung ra được không? Mỗi một cái bước mình chọn phía trước thì chọn cái bước kế tiếp nó phải phù hợp với bước phía trước, chứ không được râu này gắm càm bà kia, không được. Nhớ vậy ha. Đó, ở đây người ta nói rất rõ luôn ha, trong cái việc extraction cho tới việc enrichment hay là library prep, tất tần tật cái này nó phải cần sequence với nhau. Đã chọn cái poly A thì kế tiếp sẽ làm cái gì, đúng không? Random rimer đó, vậy đó, rồi xong xuôi cái library prep nó sẽ như thế nào ha, gắn adapter ra sao các kiểu, gắn một chứ không gắn hai hay sao đó. Đó, ở đây nói để cho mọi người nhớ được ha. Chứ đừng có, bởi vì tôi sẽ đi thi, tôi sẽ cho cái dạng biểu đồ
ABCD để chọn từng bước trong cái đó. Ha, chọn sao cho nó phù hợp là nhớ nha. Ha, 91 làm tầm bậy tầm bạ thì bị chửi thì đừng có trách. Rồi, thì trong đây mọi người cũng có thể đọc được một đống cái bài mà người ta sử dụng để làm mấy cái protocol ha, cho những trường hợp rất là tệ luôn, như low quality sample nè. Ha, có những cái mẫu như là cái mẫu mà bị khô, đúng không? Hay là những cái mẫu mà người ta đã đóng nến rồi, đúng không? Làm nhuộm hay sao đó. Thì nếu mà FFP gì đó thì sẽ có cách để làm. Dĩ nhiên là nó cũng không tốt lắm đâu, nhưng mà ít nhất thì người chết xuống đi bộ cũng còn gì hết thì phải còn cách đó chứ làm sao, đúng không? Đó, thì đây mọi người cố gắng đọc thêm ha. Đó, có rất nhiều bài hay đó. Rồi, giờ hiểu được, hình dung được từ cái việc là chọn phương pháp như thế nào chưa? Được không? Rồi, không hỏi gì hết thì tôi coi như là được. Dạ, dạ thầy, em có hỏi. Dạ, cái slide trước cái thầy, em thầy confirm lại giùm em là cái chỗ hình C á thầy, cái microRNA á thì mình sau khi mình revert transcription rồi thì mình PCR 1 chiều đúng không thầy? Hồi nãy em nghe thầy nói 2 chiều. Dạ, dạ là 1 chiều. Dạ rồi. Em cảm ơn thầy. Rồi, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Dạ thầy ơi, cho em hỏi cái chỗ, cái hình C luôn. Có cái phần là optimal cho cái different expression analyze là em chưa hiểu là sao. Cái này nó có cả một cái bài lận em. Để mà giải thích đó, thì tôi đưa cho em cái bài ha. Để em làm bài tập rồi xong xuôi rồi em show kết quả ra thì mọi người sẽ thấy được là nó bị bias đó. Tại vì ở đây nó gắn vô đầu 5 phẩy, gắn vô đầu 3 phẩy đó. Nó bị bias bởi vậy là khi mà counting đó, nó không có giống như khi mà mình giải ra 3 phẩy với 5 phẩy như vậy đó, nó đều giải ra được hết đó, thì nó bị bias của một bên. Rồi xong xuôi rồi bắt đầu mình counting thì counting của mình nó không có chiều mọi người. Đó, mình chỉ đếm nó có bao nhiêu read thôi chứ mình không có đếm nó theo chiều nào hết. Đó. Thì nó có cả một bài luôn. Ở đây tôi giải thích mà tôi không có chuẩn bị hình ảnh đồ này kia, không chuẩn bị số liệu, mọi người cũng khó hình dung được ha. Thì cái bài phần này á thì bác sĩ Phú sẽ có một cái bài, không phải bác sĩ Phú, không phải Thanh với lại Lan sẽ có một cái bài về cái Mons RNA. Lúc đó thì hai bạn đó sẽ có dịp để quay trở lại cái vấn đề này. Được không em? Hay làm nhất quyết là phải giải quyết trong bữa hôm nay? Dạ được. Ok, rồi. Tôi có chuẩn bị sẵn cái bài đó luôn á mọi người. Ha. Tôi biết được là chỗ này mọi người sẽ thấy khó hiểu. Nhưng mà cái này nó do phải có cái data á mọi người. Đó. Thì cái cách làm live prep của nó là nó có vấn đề chỗ này. Rồi, nếu mà ông hai hỏi gì hết thì tôi đã cướp đi 45 phút của bác sĩ Phú rồi. Xin lỗi bác sĩ Phú. Mời bác sĩ Phú tiếp tục cái bài hôm nay. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Trời ơi, bài em cũng ngắn lắm thầy ơi. Thầy giảng nhiều nhiều em còn mừng. Vì em xin phép share màn hình. Thì cái bài mà hồi nãy nói bài ad á, thì gỡ cho Phúc đó em ha. Em chịu khó em đọc đi Phúc nào. Mọi người thấy đẹp em chưa? Rồi thấy đẹp. Dạ. Thì em chào mọi người, chào các bạn trong lớp băng RNA-seq.
Thì cho tiếp tục cái chương trình giảng của mình thì em xin chia sẻ về cái chủ đề là Designing an Experiment, tức là mình sẽ thiết kế cái thí nghiệm như thế nào để mình có được một cái kết quả phân tích analysis nó đáng tin cậy và có chất lượng. Thì cái phần trình bày nó sẽ có 3 phần chính như thế này. Phần thứ nhất thì mình sẽ nói về cái sample size, tức là mình sẽ cần bao nhiêu cái mẫu để mình chạy cái thí nghiệm analysis của mình. Cái thứ hai là một số cái best practice cho cái thiết kế về thí nghiệm analysis, và cuối cùng là một số cái điểm mở rộng thêm. Thì phần đầu tiên mình sẽ nói là nói về cái phần mà tính toán cái cỡ mẫu cho cái analysis. Thì giả sử như bây giờ mình muốn tìm hiểu về cái expression, cái biểu hiện của một cái gene nó tên là HSFS. Sorry Phú nha, có cái cục đen đen đó, nó ở dưới giữa, chính giữa đen, không biết tại sao nó có nữa. Ủa có thấy không hay là chỉ có mình tôi? Ở chính giữa phía dưới. Dạ em cũng thấy. Để tôi chụp lại, kép lại màn hình tôi gỡ cho em. Dạ thầy. Nếu mà thoát ra như vậy thì mọi người có thấy được toàn màn hình không thầy? Nãy em. À, anh bật qua Skype lại anh, xong rồi anh bật qua cái PowerPoint này rồi. Rồi. Mất rồi. Mở bự lên lại được rồi đây. Vậy hả thầy? Vậy fan bây giờ em phóng bự lại nha. Dạ. Thấy chưa thầy? Thấy bình rồi. Thường chứ thầy? Thấy bình thường rồi. Cảm ơn em. Dạ rồi. Thì giả sử như bây giờ mình có một cái gene nó tên là HSFA2 trên một cái loài cây nào đó. Thì trong một cái điều kiện bình thường á, thì cái gene này nó có cái biểu hiện mức độ biểu hiện của nó trung bình là khoảng 2. Cái này người này là cái density của nó ha. Đây là một cái biểu đồ hình chuông rất là điển hình của một cái biến liên tục. Thì bây giờ mình hiểu là khi mình khảo sát cái biểu hiện của một cái gene nào đó thì đó là một cái biến liên tục. Thì đây là cái hình vẽ từ trên 1000 sample ở cái gene expression của cái gene này. Rồi thì khi mà mình thực hiện cái analysis thì mình thường mình sẽ khảo sát rất là nhiều gene trong cùng một lúc. Tuy nhiên bây giờ để mà hiểu được đơn giản nhất thì mình sẽ nhìn vào một gene trước. Rồi đây là ở cái điều kiện bình thường. Giả sử như sau khi mình tác động một cái condition nào đó lên những cái cây này, cụ thể là mình tác động vào một cái heat stress, một cái tác động nhiệt nào đó, thì như vậy bây giờ mình sẽ có hai cái condition, một là normal, hai là heat stress. Thì mọi người có thể thấy là trên 1000 cái cây mà nó bị heat stress thì mình thấy là nó có cái sự thay đổi về cái expression của cái gene này. Thì rõ ràng là cái gene này nó chịu sự tác động về cái nhiệt. Thì có thể là cái expression của nó là nó có cái trung bình ở khoảng 4. Nhưng mà mọi người thấy là nó sẽ có hai cái distribution rất là khác nhau. Mặc dù cùng trên một cái loài cây thì cái anh này á, thì mặc dù là trung bình ảnh 2 nhưng mà ảnh khá là nhọn. Còn cái anh này thì trung bình là 4 nhưng mà cái spread của ảnh thì nó khá là bè hơn. Thì bây giờ cái mà mình muốn tìm hiểu về cái tác động nhiệt lên cái gene này là có sự liên quan, có sự ảnh hưởng của cái heat stress lên cái biểu hiện của gene này hay không. Thì như vậy cái test thống kê mà mình sẽ đem áp dụng trong tình huống này đó chính là t-test. T-test là một cái test dùng để mình kiểm tra trên khi mà mình so sánh hai cái biến liên tục có cái phân phối chuẩn với nhau. Thì cái này thì kiến thức cũng cơ bản rồi, mình chỉ nhắc lại thôi ha. Thì thực ra thì nếu mà mình dòm cái hình này thì mình cũng khẳng định được luôn là chắc chắn sẽ có sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê rất là lớn. Bởi vì cái phân bố của hai cái condition này là nó hoàn toàn nó không có một chút nào overlap hết. Thì mình nhìn cái hình này mình cũng biết rồi. Tuy nhiên thì mình có thể tính cái two sample t-test. Thì mình thấy là cái p-value của nó rất là nhỏ hơn 2.2 x 10^-16 ha. Thì nó rất là significant.
Rồi thì bây giờ mình muốn khảo sát trong một cái tình huống khác, thì mình giả sử như là khi mình khảo sát nhiều hơn thì mình thấy là cái overlap của hai cái condition này á, nó tăng lên, thì lúc này thì mặc dù đã có overlap rồi nhưng mà mình tính cái p-value á, nó vẫn còn rất là significant. Thì như vậy từ cái tình huống cái condition normal cho tới cái tình huống heat stress, thì cái ví dụ đầu tiên này để cho mọi người hình dung được là khi mà mình tiến hành một cái nghiên cứu thì mình sẽ đặt câu hỏi trong đầu là mình muốn khảo sát cái gene gì và mình sẽ dùng cái test thống kê gì để mình đạt được cái mục tiêu của mình. À, thì thông thường nhất là mình so sánh cái biểu hiện gene của hai hoặc là nhiều hơn hai cái condition, và thường cái kết quả của mình là một cái biến liên tục, và mình sẽ thường dùng cái t-test để mà mình kiểm định cái đó. Thì cái đó là mình đang xét trên một gene. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mình định được cái lượng mẫu cần thiết để mà mình tìm ra được cái kết quả mà mình mong muốn. À, thì thực ra thì với một cái mẫu càng lớn á, thì cái kết quả của mình nó càng chính xác, cái đó thì ai cũng biết. Tuy nhiên thì á, cái điều kiện để mà mình lấy một cái mẫu lớn như vậy á, thì nó rất là không khả thi. Thì đó là lý do tại sao mà mình phải tính toán cái cỡ mẫu để làm sao với một cái cỡ mẫu nhỏ nhất mà mình có một cái công cụ để mình khảo sát được cái kết quả mà mình mong muốn. À, thì đó là lý do mà mình phải thực hiện cái sample size calculation. Thì để một cách nói một cách tổng quan nhất để mình dễ hình dung á, là khi mình tiến hành nghiên cứu á, thì mình sẽ có một cái target population, tức là một cái quần thể mà mình muốn áp dụng cái kết quả nghiên cứu của mình lên cái quần thể đó, thì mình gọi là target population. Có nghĩa là sau khi nghiên cứu của mình thực hiện xong, mình rút ra được cái kết luận gì đó, giả sử như mình rút ra được kết luận là cái heat stress nó thật sự có ảnh hưởng làm tăng cái biểu hiện gene của cái gene HS AF2. Rồi sau đó mình sẽ đem áp dụng cho toàn bộ cái loài cây mà mình nghiên cứu, thì cái toàn bộ loài cây đó chính là cái target population. Thì dĩ nhiên trong cái điều kiện lý tưởng là mình nghiên cứu được trên cái quần thể này luôn, thì cái kết quả mình đưa ra mình sẽ đem áp dụng được ngay lên cái quần thể đó. Tuy nhiên thì trong thực tế á, thì mình rất là khó làm được cái chuyện đó, bởi vì á, cái target population á, thì thường nó rất là lớn, và mình không thể nào mình nghiên cứu trên toàn bộ cái quần thể đó được. Do đó hầu như khi mà mình tiến hành nghiên cứu, mình đều phải chọn ra một cái sample để mà từ cái sample này mình rút ra được một số cái kết luận gì đó, và cái kết luận đó mình đem quay ngược lại mình ngoại suy cho cái target population của mình. Thì đó là cái mục tiêu chung của tiến hành nghiên cứu. Như vậy cái câu hỏi mình đặt ra là làm sao để mình chọn được một cái sample nào đó mà cái kết luận mình rút ra được từ cái sample này nó đúng trên cái quần thể. Như vậy thì từ đây nó sẽ xảy ra những cái tình huống là có một cái điều gì đó nó thực sự đúng trên quần thể, và cái sample của mình á, thì mình lấy ra mình chạy xét nghiệm và nó cũng đúng luôn, thì hai cái đều đúng như nhau thì mình rất là mừng. Nhưng mà cũng có những cái tình huống là cái điều đó nó đúng trong cái target population, nhưng mình lấy sample ra, mình ra kết quả thì nó lại không còn đúng nữa. Và cũng có những tình huống là cái điều đó đó nó không đúng trong quần thể, nhưng khi mình lấy sample mình lấy không tốt, nó lại thành ra là đúng. Thì cái cách làm sao đó mà mình lấy được một cái lượng sample mà nó phản ánh được cái sự thật là một cái điều mà mình phải cân nhắc trước khi mình tiến hành mình lấy cái sample đó. Như vậy thì những cái yếu tố nào nó sẽ quyết định lên cái độ tốt của cái sample của mình. Thì thông thường á, khi mình nói về cái việc chọn sample thì mình tưởng tượng nó giống như là một cái kính lúp để mình soi cái sự thật trong cái quần thể đích của mình, cái target population. Như vậy thì cái kính lúp này nó sẽ tốt hay không tốt nó dựa trên ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là cái effect size, cái thứ hai là cái sai lầm loại 1, và cái thứ ba là cái sai lầm loại 2. Thì ba cái yếu tố này nó sẽ quyết định nên cái
cái cỡ mẫu của mình, cái mẫu nghiên cứu của mình đó, nó có phản ánh đúng được cái sự thật trong quần thể mà mình cần khảo sát hay không. Thì mình hiểu là từ cái target population này, cái sample này sẽ có một cái kính lớp ở đây, và sample size, sai lầm loại 1, sai lầm loại 2 nó sẽ quyết định xem cái phẩm chất của cái sample mình chọn ra là tốt hay không tốt. Rồi, như vậy thì đầu tiên mình sẽ nói về cái effect size là nó như thế nào. Thì bây giờ giả sử như mình có ba cái tình huống. Mình có ba cái tình huống là trong cái quần thể đích đó, thì hai cái condition này nè thì nó có cái khoảng cách như thế này. Rồi, ở một cái tình huống thứ hai, quần thể thứ hai á, thì khoảng cách của hai cái tình huống này á, hai cái gene nó khá là khác nhau. Tình huống thứ ba thì hai cái gene nó khá là gần nhau, cái biểu hiện của nó khá là gần nhau. Như vậy thì theo các bạn á, ở mỗi cái tình huống này nè, thì tình huống nào mình cần nhiều cỡ mẫu nhất để mình phát hiện được cái sự khác biệt này? Mình suy nghĩ thử một xíu ha. Chẳng hạn như trong cái tình huống thứ nhất, thì cùng cái gene đó, khi mà mình hit stress lên á, thì một anh chẳng hạn như một anh là 2, một anh là 3 đi, khoảng cách nó là khoảng là 1 đi. Rồi tình huống thứ hai á, thì một anh là 1, một anh là 4. Và tình huống thứ ba thì một anh khoảng là 2.5, một anh khoảng 3, kiểu như vậy. Như vậy thì trong ba cái tình huống này nè, một cái thì có cái khoảng cách trung bình, một cái thì có khoảng cách rất là lớn, và một cái có khoảng cách rất là nhỏ. Giữa hai cái condition đó, thì tình huống nào mình cần nhiều cỡ mẫu hơn, tình huống nào mình cần ít cỡ mẫu hơn? Mời Hoàng đi. Hoàng giúp giùm anh đi Hoàng. Dạ, em đoán thử nhanh. Cái em nghĩ là cái trường hợp mà mình cần nhiều cỡ mẫu hơn á là cái trường hợp thứ ba, khi mà hai cái trung bình nó gần nhau. Đúng rồi. Mình cần nhiều cỡ mẫu hơn. Còn đang phân vân giữa hai cái cách xa với cách xa trung bình nè. Nhưng mà em nghĩ cách xa trung bình á là sẽ cần ít cỡ mẫu nhất. Còn cái mà cách nhau mà trung bình á, hai cái min của nó cách nhau trung bình á thì là cần ít cần cỡ mẫu là trung bình so với hai nhóm còn lại. Vậy thì bây giờ cái ý đầu tiên tại sao em lại nghĩ là hai cái biểu hiện condition nó gần rất là gần nhau như thế này thì em phải cần cỡ mẫu lớn để em phát hiện được cái khác biệt có ý nghĩa thống kê, tại sao em lại chọn? Tại vì em thấy là nếu mà mình sử dụng hai cái quần thể này thì cái độ overlap của nó cao á, nên là cái hai cái giá trị mean của nó thì gần nhau thì mình phải cần cái cỡ mẫu lớn để mình thể tách biệt, tách để detect được hai nhóm này một cách rõ ràng hơn. Em nghĩ vậy. Thì em nghĩ cái ý đó đúng, thành ra là em tiếp tục theo cái hướng đó thì em sẽ suy luận được ra là cái nào nó sẽ cần ít cỡ mẫu nhất, đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy em nghĩ là cái trường hợp ở giữa là đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, em hiểu rồi đó. Tức là cái việc đầu tiên á, là cái effect size mình hiểu đơn giản á, là cái độ khác biệt giữa hai cái condition mà mình đang khảo sát. Nếu như hai cái condition đó nó cho ra hai cái genes expression nó rất là khác biệt với nhau, nó xa nhau như thế này thì mình cần rất là ít cỡ mẫu, mình đã có thể detect được cái effect size này rồi. Thì tóm lại là nếu những cái gene nào á giữa hai condition nó khác biệt càng nhỏ thì mình càng cần một cái mẫu nó đủ lớn để nó phát hiện được cái khác biệt nhỏ như thế này ha. Rồi, thì đó là cái vấn đề thứ nhất về effect size. Thì thông thường á, khi mình tính toán một cái cỡ mẫu, mình cái effect size này mình có thể dựa trên những cái nghiên cứu trước đó người ta công bố là cái effect size nó khoảng bao nhiêu. Còn không thì mình cái cách thứ hai là mình, nếu mà mình chưa có những nghiên cứu trước đó gì hết á, thì thường mình có thể chạy pilot thử, mình coi hai cái condition này nè, nó cái mean và cái SD của nó khoảng bao nhiêu, để mà mình dựa trên đó mình tính toán lại cái cỡ mẫu cho nó đủ ha. Rồi, thì đó là thứ nhất là về effect size. Cái thứ hai á là cái sai lầm loại 1, hay gọi là cái số alpha ha. Thì những bạn nào mà có làm tính toán cỡ mẫu trước đây rồi thì chắc cũng có nghe tới cái hệ số alpha này.
Rồi, hệ số alpha là sai lầm loại 1, có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong quần thể mà mình nghiên cứu á, hai cái gene đó giữa cái tình huống mà không hit stress và có hit stress á, thật sự là có khác biệt. Đó là cái điều đúng trong quần thể. Tuy nhiên, do cái cỡ mẫu của mình lấy không có đủ, nó quá ít, thành ra là nói chung là trong quần thể thì nó có sự khác biệt thật sự. Tuy nhiên, trong cái mẫu nghiên cứu của mình, vì một cái lý do gì đó, mình chọn mẫu nó không tốt, không có đủ tính đại diện, không có đủ cỡ mẫu vân vân, mà nó dẫn tới là cái cỡ mẫu của mình thì nó lại không có ý nghĩa thống kê. Thì ở đây mình nói chậm lại một xíu ha các bạn. Sai lầm loại 1 nghĩa là sự thật là có khác biệt, có nghĩa thống kê là có khác biệt. Tuy nhiên, trong cái mẫu mình chọn ra, sau khi mình chọn ra một nhóm mẫu mình nghiên cứu á, thì nó lại không có khác biệt, mọi người thấy nè. Thì như vậy thì đây là cái sai lầm loại 1, mình gọi là cái alpha. Rồi, còn cái sai lầm loại 2 là thực sự á, là trong quần thể á, thì nó... có một xíu nhầm lẫn ha mọi người nghe mình nói chậm lại xíu. Rồi, cái sai lầm loại 1 là alpha, nghĩa là ở trong quần thể không có sự khác biệt, nhưng mà khi mà mình lấy mẫu ra, do mình lấy mẫu chưa tốt nên là nó lại có sự khác biệt. Và cái anh này á, sẽ khác với cái sai lầm loại 2. Sai lầm loại 2 á, nó được quyết định bởi cái hệ số beta, nghĩa là trong quần thể á, thì thực sự có khác biệt, nhưng khi mình lấy mẫu ra thì nó lại không có sự khác biệt. Rồi, chỗ này mình sẽ ngẫm lại cho chậm một xíu nha. Loại 1 là trong quần thể á, thì không có sự khác biệt, nhưng mà mình lại kết luận là có sự khác biệt, nghĩa là mình bị dương tính giả. Mình cho ra một cái kết luận là có sự khác biệt nhưng thực tế nó không có. Còn sai lầm loại 2 là rõ ràng trong quần thể á, thì có sự khác biệt, hai cái này khá là xa nhau, nhưng mà mình lại lấy mẫu như thế nào đó nó chưa tốt, mà dẫn tới là mình kết luận là hai anh này không có sự khác biệt. Rồi, thì thường á, khi mà mình làm một cái nghiên cứu á, thì người ta sợ nhất hơn cả là cái sai lầm loại 2 này. Cái sai lầm loại 2 này á, nó bằng với cái chữ là underpower, có nghĩa là cái nghiên cứu của mình không có đủ lực. Lực của nghiên cứu là gì? Rõ ràng là trong quần thể á, nó có sự khác biệt, nhưng mà cái nghiên cứu của mình lấy mẫu quá là ít đi, dẫn tới là mình không phát hiện được cái sự khác biệt đó. Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc ha. Thì thường những cái nghiên cứu mà mình lấy cỡ mẫu ít thì thường mình phải gặp phải cái vấn đề sai lầm loại 2 rất là nghiêm trọng ha, đó là nghiên cứu không đủ lực, underpower ha. Rồi, thì tóm lại á, là khi mà mình tính toán một cái cỡ mẫu á, thì thường mình sẽ cần có ba cái thông tin này. Thì cái effect size thì lúc nãy là mình đã nói rồi ha. Thì cái effect size thì thường mình sẽ cần phải tham khảo những cái nghiên cứu trước đó, hoặc là mình có một cái pilot study nào đó để mình có một cái con số là cái khoảng cách giữa hai cái condition mà mình đang khảo sát là bao nhiêu. Rồi, về sai lầm loại 1 á, thì thông thường đối với những nghiên cứu lâm sàng á, thì người ta thường lấy ở cái mức 5%. Thì nó sẽ ra là cái sai lầm loại 1 là 0.5%. Cái này nó có nghĩa là khi mà mình phát hiện một cái gì đó mà nó significant, ví dụ như sau khi mình tiến hành nghiên cứu, mình thấy hai cái condition đó, cái heat stress và không heat stress á, thì nó có sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê. Thì nếu như lúc đầu mình cài cái alpha là 5%, thì mình hiểu là cái kết luận của mình á, cái kết luận là có sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê ở cái gene HSAF2 giữa heat stress và không heat stress, thì cái kết luận đó có 5%,
có cái xác suất 5% là nó sẽ là sai lầm. Nghĩa là khi mà mình đem áp dụng lên thực tế á, thì thực tế nó không đúng như vậy ha, thì cái xác suất là 5%. Rồi, tuy nhiên á, một cái vấn đề trong cái RNA-seq là cái gì? Khi mà mình tiến hành làm cái RNA-seq á, thì mình không chỉ khảo sát một gene, mà mình phải chạy RNA-seq thì có khi mình detect được rất là nhiều gene trong cùng một lúc, tùy theo cái loài. Thì mình lấy ví dụ như cái kết quả của mình á, nó có thể khảo sát được 10.000 gene cùng một lúc. À, nghĩa là mình test 10.000 lần cái t-test này. Mấy bạn tưởng tượng là mình sẽ có một cái table gene thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho tới cái gene thứ 10.000. Thì mỗi lần mình test như vậy á, thì mình chạy một cái t-test. Nếu như mình cài á, cái t-test đó với cái alpha là 5%, nghĩa là mình chấp nhận có 5% là false positive, thì mấy bạn sẽ tính toán thử là mình lấy cái 5% đó mình nhân cho 10.000 thì nó đã ra tới 500 cái gene. Mà nếu các bạn thấy nó significant, nhưng trong số những cái gene đó có 500 gene đó là sai, nó không thực sự significant. À, thì đó là lý do tại sao thông thường á, khi mà mình chạy những cái RNA-seq hay là những cái nào mà mình phải test nhiều lần á, thì mình thường mình phải set cái alpha nó thấp hơn rất là nhiều so với nghiên cứu lâm sàng. Thường nghiên cứu lâm sàng mấy bạn chỉ test một hoặc là hai cái giả thuyết thống kê thôi, thì mình thường mình sẽ giữ ở cái mức là 5%. Nhưng mà khi mà mình làm những cái như là RNA-seq như thế này thì thường cái alpha mình phải để nó thấp hơn rất là nhiều để mình giảm cái false positive xuống. À, thì đó là cái điểm khác biệt trong cái tính toán cỡ mẫu giữa nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu RNA-seq hoặc là những cái multiple testing như thế này. Thì thường là mình sẽ test, mình set nó khoảng 0.01 hoặc là 0.001 ha, tùy theo cái mức độ positive mà mình chấp nhận được trong cái nghiên cứu của mình. Còn cái sai lầm loại 2 là power, là lực của nghiên cứu, thì thường mình hay set nó khoảng là 70-80 tùy theo cái khả năng của mình ha. Thì sau khi mình input cái công thức vô rồi, mình có effect size, mình có hệ số sai lầm loại 2, sai lầm loại 1, thì mình sẽ ra được cái cỡ mẫu mà mình cần lấy. À, thì sau đó thì mình sẽ xem xét cái cỡ mẫu đó để mình cân nhắc xem là cái nguồn lực nghiên cứu của mình đó, nó có đủ để mình đạt được cái cỡ mẫu đó hay không. Nếu không thì mình bắt buộc mình sẽ phải điều chỉnh lại, có thể là mình phải giảm cái này xuống hoặc là giảm cái này xuống, và cũng tương ứng là cái finding của mình á, cái kết quả của mình á, thì cái độ chính xác của nó cũng sẽ giảm xuống theo ha. Thì đó là cái đại ý về ba cái yếu tố mà nó sẽ quyết định nên cái sample size calculation của mình. À, rồi thì khi mình hiểu rồi á, quan trọng là mình hiểu thôi ha, còn cái tính toán cỡ mẫu á, thì nó rất là dễ. Thì mình chỉ cần nhập những cái dòng code đơn giản như thế này, chẳng hạn như là mình muốn tính toán sample size cho một cái t-test, mình lấy là cái d ở đây là effect size, rồi mình có là sai lầm loại 2, sai lầm loại 1, rồi và mình sẽ thì error nó sẽ tính toán ra cho mình là cái n ở đây là 16.7. rồi bây giờ nếu mà mình input từ đây mình ra kết quả như thế này, thì một bạn cho anh biết giùm là mình sẽ cần bao nhiêu mẫu trong cái nghiên cứu của mình. Đó, mình nói là mình muốn khảo sát sự khác biệt của cái gene A trong hai cái điều kiện khác nhau. Rồi từ những cái nghiên cứu trước mình thấy là hai cái condition đó nó có cái d bằng 1. Rồi mình muốn tính toán với cái sai lầm là 5% và cái power là 0.8, thì mình ra cái kết quả như này. Thì bạn nào đọc kết quả giùm anh xem là mình sẽ cần bao nhiêu mẫu cho cái nghiên cứu của mình. Mời bạn Thanh. Mời bạn Duy Thanh. Bây giờ không có dòm được cái list tên, chỉ nhớ tên ai là kêu người đó thôi. Dạ, thưa anh, thì theo như kết quả này thì mình có thể chọn khoảng 17 cái sample cho 17 cái sample, đúng chưa? Suy nghĩ xem, 17 sample. 17 sample này là suy nghĩ kỹ coi phải 17 sample không?
Dạ, để em giúp bạn Thanh. À. À, dạ, theo theo kết quả này thì mình cái sample size của mình ít nhất phải là 17 sample cho mỗi nhóm trong nghiên cứu của mình. Đúng Thì rồi. số nhóm thì mình sẽ nhân cái số 17 đó theo tổng số nhóm của mình có. Rồi, nhưng mà ở đây á, sao mà tổng số nhóm gì nữa, ở đây mình đang làm t-test, two sample t-test, thì em phải trả lời giùm anh luôn là có bao nhiêu nhóm. À dạ, hai nhóm. À đúng rồi, mình đâu có làm ANOVA gì đâu, đây là t-test mà. T-test là hai nhóm đúng không? Như vậy á, thì mình có một cái kết quả như này, mình thấy là mình cần có 17, ít nhất là 17 cái sample cho cái condition thứ nhất và 17 cái cho condition thứ hai. Tóm lại mình cần có ít nhất là 34 sample. Được chưa? Rồi. Thì sau khi mình tính toán xong á, thì mình nếu mình thấy là nó trong cái khả năng của mình á, thì mình sẽ rất là ok đúng không? Tuy nhiên là nếu không đủ thì bắt buộc thì mình có thể mình phải điều chỉnh lại. À, nhưng mà khi mình điều chỉnh lại thì tương ứng với cái kết quả của mình á, nó cũng sẽ gặp phải những cái sai lầm như thế này ha. Rồi. Tuy nhiên á, Tôi hỏi được không? Có dạ thầy ngại được, không? dạ thầy hỏi được thầy. Thí dụ như giờ cái effect size cái D D á, thì mình có normalize nó lại không? Thí dụ như giờ biểu hiện trên của mình có lấy log, mình có lấy cái gì không em, hay là mình có normalize nó theo phần trăm hay là làm sao không? Thí dụ như đôi khi nếu mà sử dụng cái FPKM á, thì nó khoảng từ 0 cho tới 17, 18, ví dụ vậy đó, đúng không? Còn nếu mà bây giờ mình sử dụng cái gene expression đó, thì nó lại là nó nhỏ hơn đó. Thì mình cái D này á, người ta có phải yêu cầu normalize hay là làm bất kỳ cái gì cho nó không em? Dạ, theo em hiểu á, cái D này á, chính là cái D, cái con số mà mình đem vô mình tính t-test đó thầy. Thì thường khi mình tính cái t-test đó đó là cái số mình đã normalize hết rồi á thầy. Dạ. Tức Ok, là cái con số cuối cùng mình, tức là mình ra con số raw rồi mình subtract cho background hay là mình normalize gì đó vân vân các kiểu, mà cái cột cuối cùng sẽ là một cái biến liên tục, thì cái biến đó đó nó lấy tính t-test, mình lấy cái con số nào thì cái con số đó sẽ là cái D này. Dạ thì dạ thì thường mình tính cái test trên cái số đã xử lý hết rồi, thì do cái số này cũng là số đã xử lý luôn. Rồi. Cảm ơn bác sĩ Phú. Dạ thì dạ vậy em nói tiếp. Thì tóm lại á, là khi mà mình tính toán cái cỡ mẫu á, thì nó sẽ có ba cái yếu tố như thế này, và một cái lưu ý mà lúc nãy em cũng có nói rồi á, là hiện nay thì cái vấn đề underpower của cái nghiên cứu, một số cái thiết kế nghiên cứu á, thì gặp rất là nhiều. Cái underpower này á, là mình hiểu cụ thể hơn là do cái cỡ mẫu của mình nó khá là nhỏ, do đó cái sai lầm loại 2 của mình khá là nhiều. Mà sai lầm loại 2 này nó rất là đáng sợ ở chỗ là gì? Là thực sự á, là cái sự khác biệt đó nó có trong quần thể, nhưng mà do cái cỡ mẫu của mình nó quá nhỏ, nó không có detect được cái sự khác biệt đó. Ví dụ như là sai lầm loại 1 á, thì ví dụ người ta có một cái nghiên cứu dương tính, à người ta lấy một cái mẫu dù nhỏ nhưng mà nó vẫn significant, thì người ta có thể đem test lại thì sau đó nó lại bị âm tính, thì có thể là người ta loại bỏ nó đi được. Nhưng mà cái anh này nè, cái anh này thì lại làm mất đi một cái sự thật, à mình không phát hiện được sự thật, thì nó người ta bây giờ người ta nói khá là nhiều về cái underpower này liên quan tới cái sai lầm loại 2. Rồi thì cái sample size mà mình nói nãy giờ á, cái số lượng sample á, thì trong những cái thiết kế liên quan tới RNA-seq thì nó dùng cái thuật ngữ là replicates, à tức là cái số lần lặp lại của mình. À thì khi nói riêng về những cái thí nghiệm như là RNA-seq hay là những cái anh tương tự á, thì cái replicates nó lại có chia thành hai cái nữa, một cái là cái technical replicates và một cái là biological. À thì mình hiểu cái technical là gì? Technical á là mình cái lần lặp lại, nhưng mà nó cái mẫu nó từ một cái sample, ví dụ một con từ chính một con chuột
một cái vùng mô của con chuột, một cái mẫu mô của cái cây đó, và mình chạy lại nhiều lần trên cái máy đó để mình xem coi là tự bản thân cái máy đó đó ha, cái mẫu vô không có gì khác nhau hết, nhưng mà cái máy đó đó nó có cái variance của nó hay không, tự cái máy đó đó à, chỉ đúc có một cái mẫu vô thôi mà tại sao lần thứ nhất nó chạy ra một, lần thứ hai chạy ra ba, lần thứ hai chạy ra bốn gì đó, thì cái đó là nó để khảo sát cái technical variance. À, còn cái sample mà mình thường vẫn hay đề cập tới đó thì nó chính là cái biological replicates. À, thì cái tính toán sample của mình chính là cái anh này đây. Rồi, thì thường cái biological nghĩa là những cái đối tượng nào trong cùng một cái condition. À, ví dụ mình muốn khảo sát là à, một con chuột là bình thường với một con chuột là ăn chế độ nhiều muối đi chẳng hạn, thì những cái con chuột bình thường á, mình có ba con, thì ba con đó chính là ba cái biological replicates, còn ba con chuột mà được ăn chế độ ăn mặn chẳng hạn thì đó là trong cái nhóm kia. Như vậy mình có cái n bằng 3 và cái nhóm ăn ăn mặn cũng là n bằng 3. Thì hiện nay á, do cái kỹ thuật nó rất là tốt, người ta phát triển những cái máy móc nó rất là tốt, nên hầu như là các cái publication cũng như là các cái nghiên cứu, người ta không có bắt buộc mình làm cái technical replicates nữa. À, nghĩa là mình không cần thiết phải lấy cùng một mẫu mà mình chạy nhiều lần, bởi vì bây giờ máy móc nó tốt nên cái variance của nó cũng hầu như là mình không phải quan tâm tới cái chuyện đó. Do đó hiện nay á, thì mình tính toán cỡ mẫu và mình cũng chỉ cần quan tâm chủ yếu là cái biological replicates này thôi. Hay nói cách khác là cái sample size mình tính ra đó, nó sẽ liên quan trực tiếp tới cái biological replicates này. Rồi, thì khi mà mình tiến hành mình giải cái RNA-seq á, thì nó lại có một cái ảnh hưởng nữa là cái number of reads, tức là tổng cái số reads mà mình giải. Nghĩa là mình nên giải nhiều reads hay là mình nên giải ít reads. Thì ở đây á, thì người ta có làm một cái simulation study để khảo sát cái ảnh hưởng là liệu rằng nếu mình có một cái lượng tiền nhất định như vậy đó, thì mình nên đầu tư vào cái số replicates á, mình tăng cái số rep lên, hay là mình đầu tư vào cái kỹ thuật giải, mình nên giải cái reads nó nhiều hơn. À, thì mọi người sẽ bây giờ mình dòm cái hình này á, mình suy ngẫm thử thì giữa hai cái phương án á, là tăng cái số reads hay là tăng cái số reps, thì cái nào nó sẽ đem lại cái hiệu quả tốt hơn. Mình dòm thử ở đây nè, đây là cái số lượng gene khác biệt mà mình phát hiện được, đây là cái số lượng reads mà mình giải, còn đây là cái cỡ mẫu mà mình dùng. Dạ, em nghĩ là theo hình này thì là tăng số rep sẽ phù hợp hơn là tăng số read. Tại sao mình sao em nghĩ vậy vậy Thiên? Dạ, bây giờ mình xét về số rep á, thì ở 5 triệu read thì cái số lượng rep càng nhiều thì cái số lượng gene có khác biệt biểu hiện á, nó càng nhiều. Thì đó là chung cùng một số lượng read, nhưng mà càng nhiều rep thì mình càng phát hiện nhiều hơn. Còn đối với nếu mà mình lấy cái read làm chủ đạo á, thì mình đang thấy là cái read mình càng nhiều thì cái số lượng gene khác biệt nó cũng càng tăng, nhưng mà tăng tới một mức độ nào đó thì nó gần như là nó không có phát khác biệt so với cái phần còn lại. Ví dụ như ở cái mức 10 read, 10 triệu read với cái mức là 20 triệu read thì gần như là nó không có khác biệt nhau. Đúng rồi. Mình thấy rõ ràng là nó có một cái điểm uống, đúng không? Toàn thể những cái 5, 6 cái đường cong này nó đều có một điểm uống, nó ở khoảng là 10 read, 10 triệu read, đúng không? Thì nếu mình tăng từ cái mốc 10 triệu read, mình có tăng lên nữa thì cái gene mà mình phát hiện được nó cũng không tăng lên nhiều. Thay vì vậy á, mình tăng cái số cỡ mẫu lên thì nó lại tăng lên rất là nhiều, nó tăng tính bằng ngàn luôn. Như vậy thì cái hình này ý nó người ta muốn truyền tải là thì với một cái kinh phí cố định như vậy đó, thì mình nên đầu tư nhiều hơn vào cái cỡ mẫu của mình, cái biological replication á. À, thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả về mặt phát hiện được nhiều cái gene
significant hơn là mình thay vì mình đầu tư vào mình giải nhiều risk hơn. Rồi cảm ơn Thiên. Rồi như vậy thì những cái gọi là những cái khuyến cáo người ta thường thường có cho những cái loại RNA-seq experiment như thế nào, thì nếu như là mình muốn khảo sát những cái gene mà nó chung chung á, những cái gene mà thông thường thôi đó, thì có những cái guideline nó suggest là khoảng 30 triệu cái read per sample là ok. Nhưng mà thông thường á, nếu mà mình có cái replicate nó khá là ok á, nó lớn hơn 3 cho mỗi cái condition á, thì mình có thể là chỉ cần khoảng 15 triệu read là được rồi. Tuy nhiên một cái nguyên tắc chung là nếu mà có thêm, mình có cái kinh phí tốt á, thì nên đầu tư vào cái rep của mình. À, mình làm nhiều rep thì nó sẽ tốt hơn là nhiều read. Rồi. Đối với những cái tình huống mà mình muốn khảo sát những cái gene mà mình đã biết nó là lowly expressed, nghĩa là những cái gene này nó biểu hiện nó rất là thấp á, nó thấp hơn so với những cái gene thông thường á, thì cũng tương tự như vậy, nhiều rep vẫn tốt hơn là nhiều read. Và mình sẽ cần phải cái sequence của mình nó phải sâu hơn, nó khoảng 30 cho tới 60 triệu read thì nó mới phát hiện được cái significant ở những cái gene mà nó có biểu hiện thấp như thế này. Với một số cái mục đích khác của RNA-seq, ví dụ như là mình muốn khảo sát cái isoform level, muốn khảo sát mức độ khác biệt ở cái mức isoform luôn đó, thì người ta cũng khuyến cáo là với những cái isoform mà mình đã biết rồi á, thì mình sẽ cần khoảng 30 triệu read cho một mẫu. Còn nếu mà muốn phát hiện những cái novel luôn á, novel isoform, thì nó phải gấp đôi lên, nó khoảng 60 triệu read. Rồi. Và một số cái loại khác thì nó sẽ tùy theo cái loại thiết kế thí nghiệm của mình ha. Nhưng mà một cái nguyên tắc chung mà mình cần nhớ đó là có nhiều cái biological replication đó, thì nó vẫn tốt hơn. Rồi, và mình sẽ có một số cái lưu ý khác về các cái best practices để cho mình thiết kế một cái thí nghiệm RNA-seq ha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua một cái case study khác, một cái tình huống khác. Giả sử như bây giờ á, mình muốn khảo sát một cái câu hỏi nghiên cứu là liệu rằng có hai cái loại gene, cây nó có cái gene này, nó có đột biến và không có đột biến, và mình muốn nghiên cứu một cái ảnh hưởng của một cái dịch bệnh gì đó, mình coi là liệu cái cây nó có đột biến với cây không có đột biến á, thì cái khả năng chống chọi với cái bệnh đó nó có tốt hay không. Thì những cái nhà nghiên cứu người ta định xây dựng một cái thiết kế nghiên cứu như thế này, tức là người ta sẽ đưa vào trong một cái phòng kính, một cái buồng kính để người ta nuôi dưỡng những cái cây này. Thì người ta sẽ có hai cái bàn, table 1 và table 2, và mình sẽ có ở mỗi bàn mình có 12 cây. Và trong cái phòng cái nhà kính này nè, nó sẽ có cái khu vực ổ điện, rồi có cái cửa ra vào bên tay phải, cái ổ điện thì bên tay trái, cửa ra vào bên tay phải, và cái hướng ánh sáng thì nó sẽ như thế này. Như vậy thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là, đầu tiên mình chưa tiến hành nghiên cứu gì hết á, thì mình nghĩ là sẽ có những yếu tố nào có thể là yếu tố nhiễu ảnh hưởng lên cái độ đúng của cái kết quả từ cái nghiên cứu của mình. Mình muốn nghiên cứu là liệu là ở cái loài cây này nè, cái cây có đột biến với cây không có đột biến á, thì một cái loại bệnh tật nào đó, một cái sâu bệnh gì đó, thì cái sức chống chọi của nó có khác nhau hay không. Mình thiết kế thí nghiệm như thế này có một số cái yếu tố là electric board và cái hướng cửa, cửa này nó sẽ liên quan tới gió từ bên ngoài vân vân, thông với môi trường bên ngoài ha, và ánh sáng như thế này. Thì một bạn nào đó cho anh biết là mình cần phải cân nhắc những yếu tố nào trước khi mình tiến hành nghiên cứu, nó có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu của mình. Giờ em nghĩ là yếu tố cần phải cân nhắc nhiều là ánh sáng. Ánh sáng. Mặt bố trí cái vị trí của từng cái lô mẫu của mình. Ví dụ như cái table 2 thì nó sẽ nhận nhiều ánh sáng hơn. Không, đúng rồi. Sáng thì nó sẽ dẫn đến là cái mức độ quang hợp của nó ở cái phần lô 2 nó sẽ nhiều hơn. Nó sẽ tạo ra
nó sẽ thay đổi cái chuyển hóa chất của cái cây. Đúng rồi, đúng rồi, cảm ơn em. Rồi còn còn yếu tố nào nữa không em? Rồi có bạn nào khác có ý kiến gì bổ sung thêm không? Chắc là cái ổ điện quá. Ổ điện thì nó ảnh hưởng như thế nào? Em nghĩ là cái ổ điện nó sẽ tạo ra mấy cái tự tính của điện, nó ảnh hưởng tới cái quá trình trao đổi cây. Có thể là nhiệt độ chẳng hạn đúng không? Có thể ổ điện nó nóng quá, cái cây nó gần quá, cái nhiệt độ nó thay đổi, nó ảnh hưởng lên cái cây cũng có thể. Rồi, rồi còn gì nữa không? Cái cửa nữa anh. Cái cửa, đúng rồi. Cái cửa thì sao? Cái cửa thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ thông thoáng ở khu vực đó, hoặc là nó sẽ làm cho cái cây nó dễ tiếp xúc với lại, nó ở trong nhà kính mà nó sẽ dễ tiếp xúc với lại những cái tác nhân từ bên ngoài, ví dụ như vi sinh vật hay cái gì đó. Đúng rồi. Nhưng tưởng tượng như mình đang muốn tạo một cái môi trường tách biệt hoàn toàn để mình isolate, mình cô lập cái hiệu ứng của cái intervention, cái can thiệp mà mình muốn muốn khảo sát đúng không? Thì đó là lý do mình mới đưa nó vô cái glass house. Tuy nhiên, khi mà mỗi lần mình mở cửa thì những cái gì từ môi trường bên ngoài nó có thể ào vô, chẳng hạn như là gió, khói, bụi, vi khuẩn, rồi con người nó chẳng hạn, thì những cái anh mà nằm gần cái cửa này hơn thì ảnh sẽ chịu những cái ảnh hưởng từ phía cái cửa, mà trong khi một số anh khác thì lại không có. Thì mình đã suy nghĩ được một số cái yếu tố nó có thể ảnh hưởng lên rồi. Như vậy thì bây giờ mình sẽ có một số cái lựa chọn. Mình thiết kế cái thí nghiệm của mình, cái design number one. Thì mọi người sẽ thấy là mà bây giờ cái cây á, mà nó có cái genotype S á, thì mình sẽ cho nó vô cái bàn thứ nhất, cái bàn nằm trong xa cái cửa. Rồi cái bàn thứ hai á, thì toàn bộ là cây có genotype R, được chưa? Rồi cái nhóm mà bắt đầu mình can thiệp á, thì mình sẽ lấy cái nước mà nó bị nhiễm khuẩn đó, mình tưới lên nửa bàn trên, cái nước mà không có thì tưới lên nửa bàn dưới. Như vậy thì mọi người suy nghĩ xem là cái thiết kế này á, nó đã tối ưu chưa, và nếu chưa thì nó có thể có những cái vấn đề gì mà nó làm ảnh hưởng đến kết quả của mình. Mời Lan. Lan có trong lớp không ta? Có. Như có. Dạ có, mà anh nhắc lại câu hỏi giúp em được không anh Phú? Rồi, ý anh là bây giờ với cái lựa chọn thứ nhất, mình thiết kế thí nghiệm như thế này nè, thì theo em á, là nó cái thiết kế như vậy đã có tối ưu hay chưa? Và nếu chưa thì nó có thể là gặp cái vấn đề gì trong thiết kế? Bây giờ cái câu hỏi mình muốn muốn trả lời á, là liệu rằng nè, cái sự khác nhau về genotype á, nó có ảnh hưởng đến cái chuyện mà cái cây nó kháng lại cái infected water này hay không? Được chưa? Dạ, em nghĩ là cái thí nghiệm này nó chưa có tối ưu. Tại sao? Dạ, tại vì khi mà mình bố trí các cái điều kiện thì nó không có giống nhau ở các cái những cái sample. Rồi bây giờ em lấy một cái ví dụ chẳng hạn coi, em lấy một cái ví dụ chẳng hạn. Dạ ví dụ như là ở cái infected thì ở trên này nó có cái hướng cửa ở trên đây, còn ở phía dưới thì nó lại có cái nguồn điện. Chưa, em nói cụ thể hơn để mọi người hiểu thử xem. Bây giờ giả sử như mình chưa quan tâm gì hết những cái này á, mình tiến hành thí nghiệm xong cái mình kết luận là chẳng hạn như là cái genotype S này nè, thì mình thấy là mình tưới cái infected water á, thì nó bị ít bị ảnh hưởng hơn là cái genotype R. Thì bây giờ thằng này á, mình sau khi mình nghiên cứu xong mình kết luận là
cái genotype S này nè, nó tốt, nó giúp kháng lại infected water tốt hơn là genotype R. Tuy nhiên khi người ta nhìn vô cái thiết kế thì người ta có thể phản biện là cái gì? Có thể phản biện là gì? Chẳng hạn như là cái genotype R này nè, nó lại nằm gần cửa, mà gần cửa có thể là nó có thêm những cái vi trùng khác nó tấn công vô, đúng không? Thì như vậy là cái hiệu quả có thể nó không phải xuất phát từ cái gene, mà là nó do cái yếu tố bên ngoài ảnh hưởng vào. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, em hiểu là nghĩa là khi mình thiết kế á, những cái yếu tố này nè, nó có thể làm confound, gọi là confounder đó, tức là làm gọi là làm uốn éo đi, là nó làm hư cái kết luận của mình á ha, thì mình phải hết sức cẩn thận. Thì đó là một cái vấn đề mình cần lưu ý trong cái thiết kế như thế này. Rồi giả sử như bây giờ qua cái cách thứ hai, người ta chuyển sang cái thiết kế như thế này. Cái này em nghĩ là nó tối ưu hơn, tại vì việc mà mình trồng xen kẽ thì nó sẽ đánh giá một cách khách quan hơn ạ. Tại vì mình sẽ không thể kết luận được là do cái điều kiện ở bên ngoài nó ảnh hưởng vào cái loại genotype S hoặc là A, tại vì cái thí nghiệm mình đang trồng xen kẽ. Tuy nhiên thì em thấy nó cũng còn lỗi không? Em thấy là có gì mình có thể cải thiện hơn không? Dạ. Rõ ràng em để ý cái table 2 này nè. Cái cây màu cam với cây màu xanh nó làm sao? Còn table 1 nó làm sao? Với nhau. Nếu mà cái số lượng cây nó cân bằng với nhau thì nó sẽ tối ưu hơn. Đúng rồi. Rõ ràng là tại sao mình nó không cân bằng hai cái block này, đúng không? Tại sao lã xen kẽ rồi mà cái anh này chỉ có mấy cây màu xanh? Trong khi cái table 2 này nè, nó rất là gần cửa nè, ánh sáng nó nhiều hơn nữa nè, thì những cái yếu tố này nè nó sẽ ảnh hưởng lên cái chuyện là mình rút ra cái kết luận đó là cái genotype với cái thuốc này nè nó tương tác với nhau như thế nào ha. Rồi thì do đó là mình mới có một cái thiết kế thứ ba, thì người ta cho là nó tối ưu hơn hẳn ha, là mình random, mình phân bổ cho nó đều ra để mình cân bằng được hết các cái yếu tố nhiễu luôn, cũng như là cái infected mình cũng random nó ra luôn. Thì cái này là để, thì qua cái case study này á, chủ yếu là để mình hình dung được là khi mà mình thiết kế á, thì thường mình sẽ muốn tìm hiểu về một cái mối quan hệ giữa một cái intervention nào đó với một cái gene nào đó chẳng hạn. Thì cái mà mình cần phải lưu ý là mình phải cô lập được cái intervention đó khỏi những cái confounder chẳng hạn như là về nhiệt độ, về môi trường bên ngoài hay là về ánh sáng vân vân các thứ, những cái mà nó có thể ảnh hưởng lên cái độ chính xác của nghiên cứu của mình ha. Rồi thì những cái yếu tố đó người ta tóm lại như thế này là khi mà mình làm một cái thí nghiệm về sinh học á, thì thường nó sẽ có một số cái nguồn various sources of variation á, mà những cái nguồn gây nhiễu đó nó có thể là desirable, những cái nguồn đó là một trong những cái yếu tố mà bạn đã cân nhắc được rồi trong cái nghiên cứu của mình, và bạn có thể hiệu chỉnh nó trong cái nghiên cứu của mình. Ví dụ cái thiết kế ban đầu mình có là yếu tố là infected và water, thậm chí là mình còn nắm được những cái yếu tố về đo, về ánh sáng, về nhiệt độ, và mình đã cân chỉnh hết giữa hai cái genotype này rồi. Thì đó là những cái mà mình có thể, sau khi mình có kết quả rồi đó, mình sẽ hiệu chỉnh cho nó được bằng những cái statistical analysis mình làm được. Tuy nhiên nó cũng có những cái undesirable mà mình hoàn toàn mình chưa biết trước được luôn. Có thể là mình lúc mình thiết kế mình chưa có nghĩ tới, nhưng mà tới lúc mà ra kết quả rồi á, thì nó lại trồi lên. Và nhiều khi á, có những cái nó rất là quan trọng, nó làm hư hỏng hết cái kết quả nghiên cứu của mình luôn. Và những cái này á, thì nó rất là đáng ngại ha. Thì mình phải làm cái cách nào đó để cho cái thiết kế nghiên cứu của mình nó tối ưu nhất, và nó tránh được, nó giảm thiểu tối đa những cái undesirable effect như thế này. Rồi, thì một cái ví dụ khác. Chẳng hạn như là mình muốn khảo sát một cái ảnh hưởng của một cái thuốc gì đó lên một cái loài chuột. Thì mình có là cái chuột nhóm control và nhóm treatment. Nhóm control thì mình lấy là chuột chuột nữ, nhóm treatment thì mình lấy là chuột nam.
thì theo các bạn là cái thiết kế như này nó có vấn đề gì hay không? Giả dạ, sử như sau, Thiên em nói đi Thiên. Dạ, em thấy cái vấn đề nằm ở chỗ giới tính của chuột là nếu mà giữa control, nhóm control với nhóm treatment nó có khác biệt thì chưa chắc là cái treatment nó khác biệt mà do khác biệt về giới tính của chuột. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu như á, mà những nghiên cứu trước đây á, người ta đã khẳng định 100% là giới tính không ảnh hưởng đến cái hiệu quả điều trị thì cái nghiên cứu, cái thiết kế như thế này thì không vấn đề gì, đúng không? À, tuy nhiên á, là mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn ha. Tại sao mình lại không cân bằng về cái giới tính là một cái potential confounder ha. Mình làm cho cân bằng giữa hai cái để cho mình cô lập được cái kết quả mình phát hiện được được đó, là nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái treatment chứ nó không do những cái yếu tố khác ha. Thì đây là một cái ví dụ giống như vậy. Thì đổi lại thì mình có thể là một cái thiết kế tốt hơn là giữa nhóm control thì có cân bằng giữa chuột đực và chuột cái giống như là nhóm treatment. Rồi, thì tóm lại á, để tránh cái confounding effect á, thì những cái yếu tố mà mình thường biết rồi đó, hay gặp đó, chẳng hạn như là sex, age, giới tính nè, tuổi nè, rồi leader, badge, thì mình cái nào mình biết được rồi á, thì mình cố gắng mình cân bằng giữa hai cái nhóm đó ha. Thì cái bottom line của nó là như vậy. Rồi, thì nhân tiện mình nói về batch effect á, thì là một cái cũng khá là hay được đề cập. Thì batch effect là cái gì? Cái chữ ở cái chữ effect này bị dư một chữ F rồi các bạn. Cái batch đó mình hiểu nó là một cái mẻ. À, tức là thông thường á, khi mà mình làm thí nghiệm á, chẳng hạn như là mình chạy analysis á, thì mình không thể chạy một lúc toàn bộ. Ở đây mình có 1, 2, 3, mình có 3 nhóm, mỗi nhóm mình làm 2 red. À, thì do trong những cái điều kiện mình không thể chạy một lúc 6 cái mẫu như thế này được, mà mình sẽ chia thành 3 mẻ. À, thì cái chữ batch là một mẻ, tức là mình chạy mẻ thứ nhất, chẳng hạn ngày thứ 2 mình chạy xong mẻ này, rồi tới ngày thứ 4 mình chạy mẻ tiếp theo, ngày thứ 6 mình chạy mẻ tiếp theo. Thì đó gọi là một cái batch. Như vậy thì giờ một cái hình này thì có bạn nào giải thích được giùm anh cái batch effect nó là như thế nào không? Dạ, dạ em nghĩ là ở đây mình có ba nhóm, thì một nhóm là cư xử khác biệt giữa ba nhóm đó là theo cái hình dạng của cái sample trong cái nhóm đó là hình tròn, hình vuông với lại hình tam giác. Thì khi mà mình chọn mẫu lại, mình chọn ba group đó lại với nhau á, mình để nó thành ba mẻ rồi mình chạy ba ngày khác nhau á, thì một ngày á là nó sẽ có cái màu khác nhau. Thì khi mà mình chạy như vậy á thì rồi mình giảm chiều dữ liệu để mình phân cụm nó ra, thì cái cụm các cái màu, các cái cụm nó sẽ phân bố theo cái màu, tức là nó phân bố theo cái ngày mà mình chạy hoặc là cái lần mà mình chạy, chứ nó không phân bố theo cái hình dạng của cái sample. Tức là đáng lẽ ra nếu mà đúng lý thuyết thì hình tam giác nó phải thành một cụm, hình vuông một cụm, hình tròn nó thành một cụm, nhưng mà ở đây là nó lại cụm theo cái màu, tức là cụm theo cái batch effect. Rồi, cảm ơn Thiên. À, đúng rồi ha. Rồi, thì bây giờ để dễ hình dung mấy bạn tưởng tượng là cái hình này nó không có tô màu. Được không? Mình chưa nói gì tới cái batch hết. Mình lấy 6 mẫu ra, mình gửi đi cái lab chạy analysis, cái người ta trả về cái kết quả PCR, PCA cho mình như thế này. Cái mình nói, ủa, tại sao hình vuông với tam giác ở đây nó gom cục, đây gom cục, ở đây gom cục, mà sao không phải là tam giác cục, hình vuông cục, hình tròn cục, tại sao lại như vậy? À, thì bắt đầu mình mới truy ngược lại, thì mình mới hỏi kỹ là họ chạy theo từng cái mẻ. Và khi mà mình visualize nó lên, mình thấy là rõ ràng là cái anh mà đang ảnh hưởng nhiều nhất lên cái BCA á, thì rõ ràng là nó theo cái mẻ. Do đó sự khác biệt là do cái kỹ thuật trong từng cái ngày này nó khác nhau, chứ không phải sự khác biệt đến từ cái group mà mình đang quan tâm. Thì do đó là khi mình chạy những cái phân tích như thế này thì mình cũng phải lưu ý về cái batch effect nó như thế này ha. Rồi, thì làm thế nào để mình cảnh giác với những cái batch effect?
thì mình sẽ cần lưu ý những câu hỏi chẳng hạn như là những cái mẫu RNA của mình này nè, mình có isolate nó trong cùng một ngày hay không, rồi cái việc mà mình library prep của mình đó, có cùng một ngày hay không, hoặc là cái người mà người ta làm RNA isolate đó, có phải là họ một người mà làm cho tất cả các sample vân vân, thì mình cũng hiểu được cái bottom line là sao rồi ha. Rồi đại loại nó là như vậy, nghĩa là những cái variation không đến từ cái lý do sinh học mà nó đến từ những cái kỹ thuật làm như vậy ha. Rồi thì như vậy đối với cái để mà mình hiệu chỉnh cho cái batch effect á, thì bây giờ mình có hai cái phương án chạy mẫu như thế này, thì theo các bạn á, cái phương án nào là mình nên làm và phương án nào thì mình không nên làm? Một phương án thứ nhất á là mình cái nhóm sinh học đầu tiên mình lấy ra, cái mình chạy một mẻ thứ nhất rồi mình ra kết quả. Nhóm thứ hai mình lại làm vào một ngày khác, mình làm ở một cái mẻ khác. Rồi cái phương án thứ hai là mình lấy mẫu cùng một lượt, mình library prep cùng một lượt, rồi sau mình sẽ chạy một cái mẻ mà nó có trộn lẫn không hay, tức là cái mẻ này nè nó sẽ có những cái sample từ group 1, group 2 hoặc là group 3, thì theo các bạn thì cái nào nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ giúp cho mình có thể hiệu chỉnh được cái batch effect sau này. Em nghĩ là cái một, tại vì thường em thấy cái người mà làm wet lab cũng làm cái một anh, tức là người ta sẽ thu mẫu một lần xong người ta li chích DNA ra một đống rồi xong rồi người ta mới phân tích tiếp, chứ không có li chích hết, li chích xong xài hết xong li chích tiếp thì có thấy. Rồi cảm ơn ý kiến của bạn, có bạn nào có ý kiến khác không? Dạ em nghĩ theo lý thuyết thì mình làm cách hai nó sẽ tối ưu hơn, tại vì dạ rồi thì mọi người lưu ý á, nếu mà mình làm theo cách thứ nhất á, thì khi mình chạy PCR lên đúng không, thì mình thấy là sao, cái anh màu xanh anh gom cục, màu cam gom cục, màu tam giác gom cục, cái mình nói ô mừng quá, như vậy là rõ ràng là ba cái anh này á, là cái anh nào cùng một nhóm thì ảnh PCR ảnh gom lại một cái group rồi, như vậy là mình làm đúng rồi. Nhưng mà lúc đó cái anh tam giác này nè, ảnh gom theo hình tam giác là một chuyện, nhưng ảnh cũng gom theo cái hình màu tím nữa là một chuyện nữa. Như vậy mình không có phân biệt được là cái chuyện mà ảnh gom cục lại tốt như vậy á, là do ảnh đến từ cùng một group hay là do hiệu ứng mẻ, được không? Rồi nếu như mình làm theo cách thứ hai, mình thấy là những cái anh tam giác gom lại thành một cục, nhưng mà những cái anh màu tím á, ảnh không gom thành một cục, thì lúc đó mình thấy là cái hiệu ứng batch effect nó không đáng kể, và cái sự gom nhóm tốt, cái cluster nó tốt á, là đến từ cái lý do sinh học chứ không phải là từ cái batch effect. Chỗ này mọi người kịp chưa? Giờ kịp rồi. Rồi vậy ha. Tôi bổ sung thêm một tí xíu. Nếu mà chẳng hạn như rơi vào trong cái trường hợp phía bên tay trái mọi người, mình không có cách nào tách ra được cái basic effect chỉ là cái thực sự khác biệt của mấy cái nhóm đó mọi người. Bó tay luôn á. Tại vì cái variant của nó theo cùng một chiều á, là mình không biết cách nào tách ra được luôn. Còn về phía bên tay phải á, thì mình có thể tách ra được tại nó khác chiều. Nếu mà mọi người học BCA rồi, mọi người sẽ biết được là nó sẽ có một cái chiều lớn hơn nếu mà là cái batch effect á, nó có cái variant á, nó khác với cái variant của cái thực sự mà mình đang quan tâm á, cái đặc tính mà nó khác biệt mình đang quan tâm á. Đó thì cái thứ hai mình cứu được, dĩ nhiên mình hoàn nguyên nó không được 100% đó, nhưng mà vẫn cứu được. Còn phía bên tay trái là không, bó tay luôn á, tại hai cái đó nó cùng chiều mọi người, nó nhập vô thành một rồi, mình không biết cái nào là cái batch effect, cái nào là cái thực sự là cái khác biệt giữa group 1 với group 2, group 2 với group 3 là không được. Được không? Ha? Đó, nếu mà ai học với tôi cái lớp machine learning rồi thì sẽ biết được là mình có thể tách được cái phía bên tay phải, ở phía bên trái tách không được. Ha? Rồi, tiếp tục bác sĩ Phú. Bác sĩ Phú nói hay quá, soạn bài hay quá. Cảm ơn bác sĩ Phú nhiều.
Dạ thầy, thì tóm lại là để mà mình lưu ý về cái bad effect là mình có thể giống như nói thầy nói là mình có thể cứu vãn được nếu nó có cái bad effect hiện diện đó, thì mình sẽ thiết kế cái thí nghiệm giống như cái slide phía trước, mình không có chạy một cái condition riêng một cái mẻ à, rồi mình sẽ ghi chú lại hết những cái nào mà mình nghĩ là nó có thể là confounder đó thì mình sẽ ghi chú lại hết. Thì những cái này mình hoàn toàn có thể adjust được bằng những cái kỹ thuật thống kê sau này ha, miễn là cái thiết kế của mình lúc đó mình có lưu ý cái vấn đề đó và mình ghi chú lại hết ha. Thì như thế này mình có là chẳng hạn như là mình có là cái sample sample 1, rồi mình sẽ có là chẳng hạn như cái nhóm trong cái nhóm control mình có bốn cái, thì mình thấy là hai cái mình chạy trong cái mẻ 1, hai cái mình chạy trong cái mẻ 2, chứ mình không có gom là mình chạy cùng một mẻ ha, thì sau này nó lỡ nó có bug effect á, thì mình không có hiệu chỉnh được thì nó rất là nguy hiểm. Rồi thì tóm lại á, thì một trong những cái nguyên tắc chung khi mình thiết kế cái thí nghiệm là gì? Thứ nhất á, là mình cố gắng mình randomize được, randomize cái cách bố trí, chẳng hạn như bố trí cây, rồi randomize cái intervention của mình. Rồi cái thứ hai á, là replication, mình càng tăng cái replication lên thì cái nghiên cứu của mình á, nó càng có cái power tốt hơn, mình càng phát hiện được cái sự khác biệt. Và cái ý thứ ba là mình sẽ blocking, tức là mình sẽ phân thành cụm để cho những cái cụm nào mà nó có một cái confounder chung á, thì mình sẽ balance những cái yếu tố confounder đó theo các cái cụm của mình. Rồi người ta có một câu là block what you can và randomize what you cannot ha, nghĩa là gì? Nghĩa là cái yếu tố nào mình đã biết trước rồi, người ta đã nghiên cứu trước đó rồi, là nó chính là confounder. Ví dụ giới tính, tuổi, thì cái anh nào nam với nữ thì mình phải đảm bảo cái block nó cân bằng với nhau, như vậy. Còn cái chuyện randomize á, là một cái chuyện nó giúp cho mình cứu cánh được, lỡ như sau khi mình làm nghiên cứu xong rồi mình đưa ra tới khúc cuối phân tích số liệu rồi, cái mới đùng cái phát hiện ra thêm một số cái confounder nào mình chưa có nhắm tới lúc mà mình đang trong giai đoạn thiết kế thí nghiệm. Thì cũng may là mình đã randomize, thì mình đã kiểu như là mình cân bằng được cái ảnh hưởng của nó trong trong cái hai cái condition mà mình quan tâm ha, thì block what you can và randomize what you cannot. Và một số cái điểm cần lưu ý khác là, thì thường khi mình nói về cái risk mà mình cần cần làm bao nhiêu cho nó đủ á, thì người ta cũng nghiên cứu là nó sẽ tùy theo cái loài. Thì giả sử như dòm trên cái hình này á, thì mọi người sẽ thấy là tùy theo loài mà mình sẽ chọn một cái ở đây mình có một câu hỏi nó đi theo các bạn, thì dòm vô cái hình này á, thì mình thấy là cái điểm mà mình nên chọn ở một cái loài nào đó thì nó là cái điểm nào? Ví dụ như là giữa cái loài là fly, là con ruồi, với human đi, thì mình chọn sao để mình chọn được cái risk, cái sequencing depth ấy, nó tối ưu. Mời Hoàng. Dạ, theo em là cái này cái trục x nó là cái số risk của nó mà nó càng tăng á thì cái độ mà coverage của từng loài á, nó cũng tăng lên. Tuy nhiên á, có một cái khúc mà gấp kiểu á, bắt đầu nó đi cân bằng trở lại, thì em nghĩ để tiết kiệm chi phí đồ á, thì mình phải chọn cái chỗ mà gấp khúc anh, cái chỗ mà cái risk nó thấp nhất, Đúng rồi, ví nó dụ như thấp là nhưng ở mà phần thì nó khoảng là 50 á, dưới 50 triệu. này Dạ. không, mình thấy là từ mốc này đổ lên thì cái đường nó lại xuống rồi, cho nên là có tăng thêm cái width thì nó cũng không tăng thêm cái Dạ. coverage của mình Dạ. Dạ đúng rồi. nữa. Rồi cảm ơn em. Thì đó là một cái note về cái deep, cái sequencing depth của mình ha. Rồi một cái vấn đề nữa thì cái này cũng khá là hay ha, tức là khi mà mình có làm web lab đó, thì mình cũng sẽ gặp một số cái trường hợp là cái sample của mình nó không đủ cái yêu cầu tối thiểu để mình chạy RNA-seq. Ví dụ RNA-seq người ta yêu cầu tối thiểu là một một ví dụ là một microgram chẳng hạn cho một cái condition nào đó, thì những cái mẫu của mình á, mình lychee ra nó được
tách chiết ra rất là ít RNA thì bắt buộc mình có một cái lựa chọn là mình phải pool nó lại, tức là mình phải trộn nó lại. À thì như vậy thì mình, nếu mà mình buộc phải trộn á thì mình sẽ trộn như thế nào? À chẳng hạn như là mình gặp một cái tình huống là mình cần ít nhất ba cái cá thể để mình đủ cái lượng sample cho cái nhóm control và ít nhất 5 cho cái nhóm treatment. À, như vậy thì mình nên pool như thế nào? À thì thực ra cái này nó cũng không có một cái nguyên tắc nào hết, nhưng mà người ta khuyến cáo là nếu mà lỡ pool á, một bên 3 một bên 5 thì mình nên pool tất cả đều 5. Thì cái anh này 5 ảnh đủ, còn anh này 5 thì ảnh sẽ dư lên. À thì như vậy thì mình sẽ, nó sẽ tối ưu hơn. Và cái thứ hai á, khi mà mình pool thì mình nên cẩn thận những cái yếu tố khác ha, ví dụ như là sex, age, để đảm bảo cho những cái anh mà mình đem trộn chung vào một cái sample á thì nó khá là tương đồng nhau về những cái confounder khác ha. Thì cái tình huống này thì nếu mà bạn nào làm với lab thì nghĩ thì chắc cũng có thể gặp những cái tình huống mà một cá thể á, đi chích ra nó không có đủ thì bắt buộc mình phải pool lại để mà mình chạy được cái analysis của mình. Rồi thì coi như là tới đây thì mình kết bài ha, thì sẽ có một số cái take home message cho các bạn nha. Thì thường á, cái khi mình trong cái tính toán cỡ mẫu á thì mình lưu ý là nếu mà mình không có tính toán gì hết và mình cái cỡ mẫu của mình á, nó không có đủ cái statistical power á, thì rất có thể là mình sẽ không phát hiện được cái sự khác biệt thật sự trong quần thể, và cái đó rất là nguy hiểm nha. Tức là mình tiến hành nghiên cứu tốn rất là nhiều tiền nhưng mà cuối cùng ra cái nghiên cứu của mình, cái thước đo mình không có chuẩn, không có phát hiện được cái điều cần phát hiện, thì như vậy nó rất là lãng phí ha, nó rất là vi phạm y đức luôn. Rồi tiếp theo nữa là replication thì có càng nhiều càng tốt. Cái nào mà mình chưa biết thì mình randomize, và nào đã biết rồi thì mình nên blocking nó. Rồi và tóm lại thì cuối cùng là thường là nếu mình có nhiều tiền thì nên đầu tư vào trong cái biological replication hơn ha, thì nó sẽ giúp cho cái nghiên cứu của mình nó tốt hơn rất là nhiều. Rồi bài đến đây là hết. Cảm ơn thầy và cảm ơn các bạn. Còn cái file R nó chỉ là một cái simulation để mấy bạn vẽ ra cái density plot lúc đầu thôi, với tính được cái t-test ra cái sample thôi, nó cũng không có lớn lao gì. À, cảm ơn bác sĩ Phú nhiều, cái bài hay quá trời quá đất luôn ha. Nhưng mà tôi hơi lạ có một cái là thứ nhất là có một số cái hình ảnh đồ này kia đồ á, lấy của người ta thì cho người ta cái link bỏ vào bác sĩ Phú để mình appreciate cái công sức của người ta đó. Chứ tôi thấy em lấy nhiều hình ở trong cái slide của người ta mà không có cái citation cho người ta gì hết. Thí dụ nó không phải là một bài báo nhưng mà ít nhất là nó cũng là một cái viết lách của người ta, đúng không? Ví dụ hình con chuột, hình cái cây đồ này kia đồ là mấy cái link đó tôi đưa cho em chỉ cần copy cái link bỏ vào thôi cũng được, được không em? Em thêm cái slide cuối, không, em thêm cái slide vô mấy cái hình, dạ, với slide thêm một cái link vô cái bài giảng chung cuối cùng, dạ dạ. Ủa rồi xong xuôi cái thứ hai nữa là cái slide mà em gỡ đó, ở dưới cái gì mà tôi thấy nó có cái gì mà chúng ta viết về cuộc sống rồi đủ các kiểu. Bị dư á thầy ơi, slide dư á thầy ơi. Em chưa có xóa. Trời hèn chi, tôi ngồi tôi đọc quá trời luôn, buổi sáng tôi nhức đầu luôn á, tôi không biết ủa sao nó định nói cái gì trong đây vậy ta, mà tôi tưởng tượng hoài không ra được luôn. Giờ vậy nè bác sĩ Phú, giờ vậy nè, em edit lại đi ha, rồi xong xuôi sáng mai em gỡ lại cho mọi người được không? Cái gì mà em thật sự em muốn giảng dạy á, với lại là em bỏ mấy cái slide, chẳng hạn như cái hình slide số 31 đồ này kia đồ, thì cái đó cũng là người ta có công ta vẽ ra mấy cái hình đó thì em bỏ vào dùng được không ha, để thứ nhất là mình đánh appreciate cái phần của người ta vẽ hình ra cho mình, đúng không đó. Và cái thứ hai nữa là đôi khi anh chị em đây có nhiều người muốn hứng thú đọc sâu hơn đó, thì người ta cũng có cái link để người ta tìm lại người ta đọc ha đó. Cảm ơn bác sĩ Phú nhiều lắm, cái bài của em hay lắm Phú ơi, em nói còn hay hơn tôi nói nhiều. Rồi ở đây có ai hỏi gì không mọi người?
Dạ em có câu hỏi thắc mắc là em thắc mắc là cái chỗ D ấy, trong công thức mà tính cái size effect ấy, tính mà cỡ mẫu ấy, thì cái D trong thực tế mình làm sao mình có được đó bác sĩ Phúc? Thì theo cái kinh nghiệm của anh á, thì anh trong nó có những cái gọi là recommend, tức là trong cái giống như trong một cái package, hay là anh có dùng một cái để anh gửi cái link cho mọi người, đó là một cái giống như một cái trang người ta thiết kế sẵn để tính toán cỡ mẫu cho cái microarray vậy đó. Thì người ta khuyến cáo là thường cái D đó, đó nếu mà mình không có cái số cụ thể bao nhiêu á, thì thường mình sẽ lấy một cái số nào đó, ví dụ thường nó hay kêu là khoảng 0.7, kiểu giống vậy. Còn cái trong trong thực tế thì giống như hồi nãy mình thầy cũng có hỏi đó, thì anh nghĩ là mình coi trong cái những cái nghiên cứu trước đó, là sau khi người ta tính toán xong thì người ta lấy cái con số nào để mà người ta tính cái p-value, đúng không? Thì thường là sau khi nó multiply xong hết thì nó sẽ có một cái con số là continuous value, và mình coi là trong những cái gene đó đó, thì cái những cái gene mà mình quan tâm đó, đó thì cái mức độ cái effect size của nó là trung bình nó khoảng bao nhiêu, thì anh nghĩ mình có thể dùng cái số đó để mình tính toán được. À dạ, em cảm ơn bác sĩ. À, cái này với mọi người nó cũng phải thỏa cái điều kiện là nó phải normal distribution nữa đó, bởi vậy là mình phải kiểm tra cái, có nghĩa là mình transform sau đó, nhưng mà nó phải thỏa điều kiện nha mọi người. Tại chẳng hạn như mọi người mà transform với log transform á, thì nó không còn normal nữa mọi người đó. Bởi vậy cái đó nó có những cái quy luật chung, chứ không phải là mình muốn transform sao transform mà mình sử dụng vào không được đâu mọi người ha. Nó phải tuân theo một cái phân bố chuẩn. Chị em cũng có nghĩ là một cái ý này, nếu như mình khảo sát 10 gene thì những cái gene nào nó có effect size càng lớn thì mình càng dễ phát hiện nó. Do đó là nếu mình tính thì mình có thể dựa trên cái thằng mà nó có effect size nhỏ nhất á, để mà mình tính. Mà em nghĩ cái đó thì chắc cỡ mẫu nó sẽ lớn lắm. Thường thì em thấy là người ta toàn đi ngược lại không à. Người ta toàn lựa cái nào tiền ai cho mẫu nó nhỏ. Đúng rồi. Giống như chẳng hạn như tôi làm, mọi người biết không, cái bài của tôi làm hoài cũng đăng không được, là cái bài về cái cfDNA đó mọi người. Tại sự khác biệt của hai nhóm trong cfDNA nó thấp lắm mọi người. Đó, nó 0.8, 0.08 mà 0.09 là nó chưa được 0.1 nữa. Có nó chưa được 10% nữa, nó 8-9% là sự khác biệt giống vậy mọi người. Thì tôi làm nó đòi hỏi phải là 1000 mấy mẫu, mà làm sao tôi làm nổi. Tôi xin trong vòng 3 năm rưỡi 4 năm nay tôi làm được có 300 mấy mẫu vậy không, cái cfDNA của mình đó mình làm có 300 mấy mẫu à đó, mà nó không đều nữa chứ, giữa cái normal với lại cái tumor á đó, nó không đều nữa. Cái normal tôi có 70 mấy mẫu, 60 mấy mẫu, 70 mẫu, còn cái tumor tôi được 268 286 gì đó, cộng lại 300 mấy mẫu à đó. Bởi vậy là tôi đăng bài hoài không được, tại cái sự khác biệt effect size nó nhỏ quá mọi người đó. Bởi vậy rất là khổ, trời đất quỷ thần luôn á, tụi tôi bỏ bao nhiêu tiền của, tốn không biết bao nhiêu năm tháng luôn đó, tới bây giờ vẫn chưa có đăng được bài. Như vậy biết nhiều quá, mọi người thấy là càng khổ đúng không? Càng biết nhiều càng khổ, không biết cũng thôi, không sao hết, kệ làm cái gì đó, trời sập thì sập, không đăng bài được thì thôi. Còn này bản thân của mình là biết là đăng không được bài đó. Rồi, thì mọi người thấy là mình học statistics đúng không? Mình phải áp dụng vào trong việc thiết kế thí nghiệm đó. Cái bài này của bác sĩ Phú soạn rất là hay, cảm ơn bác sĩ Phú. Để cho mình tư vấn đúng không đó, mình không có tiền mà mình không hiểu mấy cái này nữa thì mắc công đó, hả, bỏ tiền vô thùng rác đó mọi người đó. Thì hồi nãy bác sĩ Phú có nói là giống như mình phải, để mình biết được cái effect size đó thì mình phải dựa trên những nghiên cứu trước đúng không. Còn trong lab của tôi thì mình làm cái gì mình muốn đăng bài cao mà, thì ở phía trước người ta chưa có làm rồi đó, bởi vì mình sẽ không có cái data phía trước
bởi vì mình phải làm cái pilot study. Bởi vì lab tôi là xin một cái project bự phía trước mà được thì sẽ ngắt một mớ tiền để làm cho những cái thí nghiệm phía sau. Cái đó gọi là lấy một ít mẫu làm pilot study, đúng không? Đó, tụi tôi pilot study hả, mà không biết sao mọi người, cái CFB này nó có trong máu, nó không có, nó không có trúng đâu mọi người. Đó, tụi tôi mới đầu làm xăm mấy mẫu thấy có sự khác biệt, cái làm nhiều ra càng nhiều càng nhiều càng nhiều, nó càng không khác mọi người. Đó, nó không có đều đó, bởi vậy là không phải lúc nào cũng làm được đâu. Đó, cái pilot study á, mà cái observation của mình lúc ban đầu mà nó chuẩn á, thì phía sau nó chuẩn. Còn nếu không á, hả, mới ban đầu nhìn thấy ngon lành lắm, nó có sự khác biệt cỡ 1.5, cái mốt càng bỏ nhiều mẫu vô nó càng giảm lại giảm lại giảm lại, làm tụi tôi mất lòng tin dễ sợ luôn thiệt. Rồi thì hôm nay cái bài là như vậy ha mọi người, ôn tập đi để tuần sau tôi bắt đầu tôi kiểm tra bài ha, bắt đầu là không phải sao thi một bài nữa mới kiểm tra bài được. Thì tuần sau là tới ai vậy mọi người? Tới em thầy làm ok cái... rồi rồi thì bài kế tiếp là mình làm mapping alignment. Thì Duy cũng đã dạy bên cái bài DNA seq rồi đúng không? Nếu mà anh chị em nào á, em có gì em để cái link YouTube lên trên đây được không Duy, để cho mấy bạn xem lại bữa sau em nói nhẹ nhàng hơn đúng không? Em chỉ nói bổ sung thêm thôi, cũng cần phải đi sâu vào trong BAM file, đi sâu vào trong cái mấy chi tiết đó đúng không? Đó thì em cứ gỡ cái link DNA seq ở đây để mấy anh chị em có thể coi trước, xong xuôi em đi vào cái chỗ khác, cái chỗ mà trong cái DNA seq nó không có, ví dụ như cái phần mà mapping vào cái transform, ví dụ vậy đó. Hay gì ha? Được không em? Dạ được, dạ được. Ừ. Em gửi link lên. Dạ. Rồi, còn một cái nữa là chủ nhật tuần này với mọi người là có bên của Oxford Nanopore, rồi bên Ion Torrent ha. Rồi bây giờ NGI với lại Illumina họ cũng có làm cái long read riêng cho họ nữa, nhưng mà họ làm theo một cách khác đó, thì họ cũng sẽ trình bày đó. Thì anh chị em nào mà có hứng thú, tại vì cái bơn analysis này á, mình sử dụng long read nó cũng hay lắm mọi người ha, để mình tìm cái fusion gene á đó, đó. Thực chất ra những cái fusion gene không ai sử dụng cho DNA á, người ta sử dụng cho cái bơn analysis này. Ừ. Đó thì sẽ rất là hay ha, để cho mọi người có thể mở rộng thêm kiến thức, hoặc là mấy cái long read cho mấy cái long full transcript đúng không, để mình tìm cái để mình tìm mấy cái slide size khác nhau, ví dụ như vậy đó ha, cái số exon khác nhau, ví dụ như vậy đó. Thì anh chị em ở không thì vào nghe ha. Đó, tôi biết được là mọi người đây bận lắm, không biết bận chuyện gì tôi không biết đó. Nếu mà được thì vào nghe để mình có thể tăng cái khả năng của mình hơn, cái skill set của mình lên ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Phú, cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chào mọi người.